Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 29. Ngô Nam đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó trầm giọng nói, tiên sinh, thế lực xương hoa ở Hoa Hạ đã bị thần Long Đàm nhổ tận gốc, là đầm chủ chúng tôi tự mình hạ lệnh, mặt khác trước khi đi, đầm chủ sai tôi truyền lời lại cho tiên sinh, nói cậu đừng lười biếng, nhanh chóng đạt tới tiên thiên. Nghe xong, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ lột bột, đầm chủ trong lời Ngô Nam chính là hạ lộ. Thế nhưng đang yên lành tự dưng hạ lộ lại sai Ngô Nam truyền lời cho anh mà không nói thẳng, hơn nữa còn nhắc nhở anh không được lười biếng, nhanh chóng đột phá tiên thiên. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới hạ lộ, Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi Ngô Nam, đầm chủ nhà ông xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết. Đầu dây bên kia Ngô Nam ấp úng không nói gì, điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm lo lắng. Tuy thời gian quen biết của anh và hạ lộ hơi ngắn ngủi nhưng anh có ấn tượng rất tốt với người cá kia. Trước đó sau khi nhìn thấy gương mặt thật của cô, ánh mắt cô trong suốt hỏi một câu, cậu có bằng lòng làm bạn với tôi không? Những lời này làm Dương Bách Xuyên vô cùng rung động, đồng thời cũng có cảm giác thương tiếc đối với cô. Anh càng thêm kính nể hạ lộ trả giá cho người dân Hoa Hạ, chỉ bởi vì một đạo sĩ con người đã cứu cô một mạng mà cô đã xem đối phương như ba mình. Sau đó lại vì ơn cứu mạng và điểm hóa của lão đạo sĩ mà nàng tiên cá hạ lộ kế thừa ý chí của đối phương, từ thời chiến loạn đã thành lập thần Long Đàm bảo vệ Hoa Hạ. Đây là sự trả giá của một người cá, một yêu tộc, một người phụ nữ dành cho Hoa Hạ. Dương Bách Xuyên vô cùng kính nể hạ lộ, rất nhiều chuyện anh không làm được thì cô lại làm được. Sau khi hai người trở thành bạn bè, hạ lộ đã giúp đỡ anh rất nhiều ở đạo tràng vu cổ tại đại hội võ cổ. Chỉ ở chung nửa tháng ngắn ngủi, anh và cô đã xem nhau như bạn bè, tôn trọng lẫn nhau, đây là một phần tình nghĩa. Dương Bách Xuyên không có phân biệt đối xử, hạ lộ cũng không có đề phòng anh. Phần tình bạn này vô cùng trân quý. Hiện tại Dương Bách Xuyên từ trong miệng Ngô Nam nghe được chuyện bất thường, tâm trạng liền sốt ruột, không chút khách khí giống giận với ông ấy qua điện thoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói. Được rồi, tôi nói. Tuy lần này đàm chủ không nói nguyên nhân tại sao thần Long Đàm lại dùng hết vốn liếng diệt trừ thế lực của xương hoa khắp Hoa Hạ nhưng tôi nhìn ra được, cô ấy là vì cậu, từ thời điểm cậu rời khỏi thần Long Đàm, đàm chủ đã hạ lệnh diệt trừ tất cả thế lực của tổ chức xương hoa ở Hoa Hạ. Chúng tôi trả giá bằng máu, cuối cùng cũng phá hủy tất cả thế lực ẩn trong bóng tối của xương hoa, mặc dù thần Long Đàm vẫn luôn có chuẩn bị đối phó xương hoa nhưng hết lần này tới lần khác sau khi cậu rời khỏi thần Long Đàm. Đàm chủ đại nhân mới hạ lệnh, điều này chứng tỏ đàm chủ nhà tôi rất để ý đến cậu. Sau khi diệt trừ thế lực xương hoa, chúng tôi nhận được tin tức, có cao thủ của tông môn cổ ở nước ngoài tên Thần Tông và M. Nguyệt Môn lẻn vào Hoa Hạ, sau đó đàm chủ đại nhân rời đi. Trước khi đi, đàm chủ giao thần Long Đàm cho tôi toàn quyền xử lý, hơn nữa còn sai tôi truyền lời cho cậu, kêu cậu nhanh chóng tăng thực lực. Ngay ngày thứ hai đàm chủ rời đi. Hai cường giả thiên thiên của Thần Tông và M. Nguyệt Môn đồng thời biến mất, cùng mất tích còn có đàm chủ chúng tôi, Dương Tiên Sinh, Ngô Mỗ nghe nói cậu đã đắc tội người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn hả? Nói đến cuối, giọng điệu Ngô Nam có chút không tốt. Thế nhưng Dương Bách Xuyên không hề trách ông ấy, bởi vì dựa theo lời Ngô Nam nói, hạ lộ rất có thể vì anh mà đi đối phó cường giả thiên thiên đến từ Thần Tông và M. Nguyệt Môn. Dương Bách Xuyên hoàn toàn tin tưởng khả năng này. Mặc dù thời gian anh quen biết hạ lộ không dài nhưng anh biết người cá đơn thuần mà lại trọng tình nghĩa nhất. Ngẫm lại lúc trước rời khỏi thần Long Đàm, cô bỗng nhiên hỏi anh, nếu một ngày nào đó cô không có ở đây, anh có nhớ cô hay không? Lúc ấy Dương Bách Xuyên còn cười nói, chắc chắn sẽ nhớ. Hiện tại anh đã rõ, hạ lộ vì anh mà phát động diệt trừ tổ chức sát thủ Xương Hoa, bởi vì cô biết Xương Hoa là kẻ thù của anh. Cuối cùng sau khi cường giả Thần Tông và M. Nguyệt Môn lẻn vào Hoa Hạ, hạ lộ dặn dò cũng giống như để lại di ngôn, giao toàn quyền thần Long Đàm cho Ngô Nam, đồng thời bảo Ngô Nam chuyển lời cho anh, cố gắng tu luyện tăng thực lực. Có thể tưởng tượng được, hạ lộ thay anh ngăn cản hai cường giả thiên thiên của Thần Tông và M. Nguyệt Môn, bởi vì Đinh Dương của Thần Tông và Địa Tâm lão tổ của M. Nguyệt Môn đều chết trên tay anh, người ta tìm tới báo thù là chuyện bình thường. Cuối cùng ba người cùng nhau biến mất. Chuyện này, lẽ nào? Lòng Dương Bách Xuyên không hiểu sao bỗng thấy đau xót, không dám nghĩ tiếp nữa. Nắm tay anh siết chặt kêu răng rắc,
nói với Ngô Nam ở đầu dây bên kia, nếu có tin tức của đàm chủ các ông thì nhớ báo cho tôi biết trước tiên, cảm ơn, mặt khác phiền ông đưa linh dược của các đại gia tộc đến quê tôi, hẹn gặp lại. Dương Bách Xuyên cúp điện thoại của Ngô Nam, trong mắt tràn ngập tơ máu. Lúc này anh đã xác định, Hạ Lộ rất có thể vì anh mà đi ngăn cản hai cường giả thiên thiên đến từ nước ngoài, cường giả cần cô đối phó nhất định là thiên thiên tầng 2 trở lên, có lẽ cô cũng biết được hiện giờ bản thân không thể chống lại hai võ cổ giả thiên thiên tầng 2 nhỉ. Chẳng trách, e rằng cô đã xảy ra chuyện rồi. Dương Bách Xuyên vô cùng căm hận thực lực của mình không đủ, nếu Hạ Lộ bởi vậy mà xảy ra chuyện, anh sẽ bất an cả đời. Anh xoay người đi xuống lầu, tâm trạng vô cùng nặng nề. Sau khi nhìn thấy Khư Vân, Dương Bách Xuyên trực tiếp mở miệng nói, Khư Vân, gọi điện thoại cho mọi người ở Vân Môn, mặc kệ bọn họ có chuyện quan trọng như thế nào, nửa giờ sau đều phải có mặt tại biệt thự. Dạ, tiên sinh, Khư Vân nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên u ám cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi gọi điện thoại. Một góc trong phòng khách, Tửu Tiên lão đầu và Vương Tông Nhân đang ngồi uống rượu, bên kia Độc Cô Hối và Võ Kiếm còn đang nghiên cứu điêu khắc. Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa nói với Độc Cô Hối, A Hối, đừng điêu khắc nữa, xuống mật thất dưới lòng đất gọi hộ pháp Lục và đạo trưởng Phương xuất quan đi. Độc Cô Hối cũng thấy sắc mặt sư phụ Dương Bách Xuyên không tốt, lúc này anh ấy cũng không dám cợt nhả mặt, vội vàng đáp lời xuống mật thất dưới đất. Tông Nhân và Võ Kiếm đi tìm Hương Hương và Hầu Đậu Đậu về đây. Dương Bách Xuyên lại nói. Dạ sư phụ, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm cùng đứng dậy, đi ra biệt thự tìm hai đầu linh thú. Lúc này mật thất dưới lòng đất, Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương đi tới. Tiên sinh, có chuyện quan trọng à? Lục Tuyết Hy đi tới bên người Dương Bách Xuyên hỏi. Dương Bách Xuyên nói với Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương, mọi người chuẩn bị khởi hành, hôm nay sẽ rời đi, xuống thu dọn đồ đạc đi. Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương đều có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ trên người Dương Bách Xuyên, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, bọn họ cũng không dám nhiều lời, đáp một tiếng liền đi xuống thu dọn đồ đạc. A Hối, đi kiểm tra xe, chuẩn bị di rời, không đủ thì gọi điện thoại cho Lưu Thích Kỳ mượn xe từ công ty tới. Dương Bách Xuyên lại sai bảo Độc Cô Hối. Dạ sư phụ, con đi ngay. Độc Cô Hối chạy nhanh như một làn khói. Giờ phút này sư phụ tỏa ra áp lực rất lớn, anh ấy hơi sợ hãi, vội vàng chuồn đi. Lúc này Tửu Tiên lão đầu ngồi đối diện sofa vui vẻ uống hết một ngụm rượu, nhìn Dương Bách Xuyên hỏi, thằng nhóc Xuyên, đã xảy ra việc gì à? Dương Bách Xuyên cũng không có tâm trạng đi lừa gạt lão đầu, nặng nề gật đầu, không nhiều lời. Tửu Tiên lão đầu nhìn thấy Dương Bách Xuyên đen mặt không muốn nói chuyện, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, không có sức, rồi tự mình uống rượu. Không để ý tới đối phương nữa. Dương Bách Xuyên lấy điện thoại ra gọi cho U Dương Ngọc Thanh, nếu Vân Môn muốn rời đi, phụ nữ bạn bè bên cạnh anh đều phải dẫn theo hết, không thể bỏ rơi bất cứ người nào. Từ cuộc trò chuyện với Ngô Nam hôm nay, hẳn người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn đã điều tra được nguyên nhân cái chết của Đinh Dương và Địa Tâm Lão Tổ, lần này anh được Hạ Lộ giúp đỡ qua cửa nhưng không chừng còn có lần thứ hai. Võ cổ giả xuất thân từ mấy tông môn nước ngoài này khác với Hoa Hạ, ai biết thủ đoạn làm việc của bọn họ có liên quan đến bạn bè người thân bên người hay không, Dương Bách Xuyên không dám cược. Hơn nữa Sương Hoa đã bị Thần Long Đàm diệt trừ, rất có thể gia tộc quỷ hút máu của Ruth sẽ tính món nợ này lên đầu anh, một khi gia tộc Ruth bắt đầu trả thù, Dương Bách Xuyên khó lòng phòng bị. Lần chạy trốn khỏi lăng mộ Vũ Hầu trước đó cũng là một trái bom hẹn giờ. Vì vậy Dương Bách Xuyên quyết định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về quê cũ, yên tâm bế quan, trùng kích trúc cơ kỳ, sau khi thành công, anh mới có thực lực đấu đá với mấy tên môn cổ xưa kia, mới có thể đi nước Pháp đón Liễu Linh Linh về, mới có thể đi tìm Hạ Lộ, bảo đảm an toàn cho người thân và bạn bè, làm rất nhiều chuyện anh muốn thực hiện. Tất cả đều cần thời gian và thực lực. Không đến trúc cơ, anh cùng lắm ngang cơ với dị năng giả hoặc võ cổ giả thiên thiên tầng 2 mà thôi. Nếu đụng phải cường giả trên tầng 2, anh chỉ có nước chạy trốn. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn định kéo dài 2 ngày đợi em gái Dương San San nghỉ đông quay về mới đi, hiện tại nhận được điện thoại của Ngô Nam, nghe thấy tin Hạ Lộ mất tích, anh không muốn chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Anh bấm số của U Dương Ngọc Thanh, nói thẳng, Vân Môn sắp rời đi trong hôm nay, em hy vọng cô đi theo em. U Dương Ngọc Thanh đầu bên kia điện thoại hơi ngạc nhiên.
nhưng vẫn hỏi, gấp như vậy à? Trong lòng cô ấy rất ngọt ngào khi Dương Bách Xuyên trở về vẫn nhớ đến mình. Ừ, rất gấp, có một số việc, Dương Bách Xuyên không thể giải thích nhiều với người khác. Bên này cô sắp nghỉ đông rồi, còn một tuần lễ nữa thôi, hay là bọn em về trước, cô được nghỉ rồi đi tìm em sau. U Dương Ngọc Thanh là giáo sư đại học, theo bản năng chịu trách nhiệm đối với sinh viên của mình. Dương Bách Xuyên cũng hiểu điểm này, nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, được, đợi nghỉ đông cô gọi cho em sai người đến đón cô. Ừ. Cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua lối vào mật thất, thấy Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ. Hai người vội vàng đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, hỏi tiên sinh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hôm nay Vân Môn sẽ rời đi, Ngô Mặc Hạ, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, bảo vệ an toàn cho U Dương Ngọc Thanh. Về phần Kiều Phúc, trước tiên anh canh giữ tại căn biệt thự, nơi này có trận pháp, về sau cũng là cứ điểm của Vân Môn chúng ta, cần người trông coi, không có vấn đề gì chứ. Dương Bách Xuyên nói thẳng. Hai người đồng thanh trả lời, tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đúng lúc này, Tử Tiên lão đầu ngồi đối diện bỗng lên tiếng, thằng nhóc Xuyên, bên cạnh cậu có gì thế? Lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện với Kiều Phúc, Ngô Mặc Hạ đều cố ý hạ thấp giọng, không để Tử Tiên lão đầu nhìn ra cái gì, không nghĩ tới lão già kia đã uống rượu choáng váng vẫn có thể bất thình lình thốt ra một câu như vậy, quả thật khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hoảng sợ không thôi. Đối với sự tồn tại của ba quỷ tu Kiều Phúc, Dương Bách Xuyên cố gắng không muốn để cho người khác biết, nghe thấy Tử Tiên lão đầu hỏi, anh giả ngu nói cái gì? Ha ha, tuy lão phu nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được, ở phía sau lưng thằng nhóc cậu có hai thứ tồn tại, một khí tức trong đó lão phu đã cảm nhận được lúc ở Lê Sơn, nói mau, có phải thằng nhóc cậu đi con đường tà đạo rồi đúng không? Mấy trăm năm trước, thế giới này có người dẫn quỷ hại người, sau đó đã bị người của giới cổ võ liên hợp lại băm thành thịt nhão đấy. Giờ phút này, Tử Tiên lão đầu không hề giống một lão đầu điên khùng có bệnh một chút nào, suy nghĩ nói chuyện rất rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng qua Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng đúng, dựa theo lời sư phụ nói, lão đầu này luyện công tẩu hỏa nhập ma mới khiến đại não hỗn loạn, lúc không phát bệnh, hẳn trong đầu ông ta vẫn có thể nhớ tới một số chuyện. Có thể nhớ được chuyện trăm năm trước cũng không dễ dàng. Dương Bách Xuyên im lặng ra hiệu cho Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ rời đi, nhìn Tử Tiên lão đầu nói sang chuyện khác, đại trưởng lão. Hôm nay chúng ta sẽ rời về tổng bộ Vân Môn, chờ sau khi trở về con cho người uống rượu khỉ đủ luôn được không? Vừa nghe lời này, ánh mắt Tử Tiên lão đầu bốc lên ánh sáng xanh, vội vàng nói, thằng nhóc Xuyên, nói thì phải giữ lời đấy, sau khi trở về lão phu uống không đủ thì đừng trách sao lão phu đánh cậu. Vừa nói đến rượu, Tử Tiên lão đầu sẽ quên hết mọi thứ. Dương Bách Xuyên thành công chuyển đề tài. Anh cũng không muốn ba quỷ tu Kiều Phúc bị phơi bày ra ánh sáng sớm, anh muốn giữ bọn họ lại làm át chủ bài dùng vào lúc mấu chốt. Không thành vấn đề, uống không đủ người cứ việc đánh con. Dương Bách Xuyên đáp ứng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Vương Tông Nhân và Võ Kiếm đã dẫn chồn nhỏ Hương Hương và Hầu Đầu Đậu từ bên ngoài về. Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương cũng thu dọn xong hành lý từ trên lầu đi xuống. Khưu Vân cũng gọi điện thoại thông báo xong. Mọi người đi xuống, chờ đợi những người khác đến. Dương Bách Xuyên bảo Khưu Vân thông báo trong vòng nửa tiếng, người nhận được điện thoại đều từ trong miệng Khưu Vân biết sắc mặt Dương Bách Xuyên không dễ nhìn, cả đám không dám hỏi thêm đều chạy về. Thật ra sau 20 phút, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Triệu Vũ Linh và Triệu Nam đến trước, tuy hiện tại Triệu Vũ Linh không gia nhập Vân Môn nhưng anh ta được Dương Bách Xuyên sai bảo vệ an toàn cho Triệu Nam. Cũng từ trong miệng Triệu Nam hiểu được một ít chuyện của Vân Môn, anh ta rất muốn gia nhập Vân Môn, khổ nỗi không tìm được cơ hội. Hôm nay Triệu Nam muốn tới biệt thự, Triệu Vũ Linh tự mình làm tài xế mặt dày đi theo, dọc theo đường đi cứ luôn cầu xin Triệu Nam, nhờ cô nói vài lời tốt trước mặt Dương Bách Xuyên cho anh ta gia nhập Vân Môn. Có chuyện gì vậy? Sau khi Triệu Nam bước vào thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên không dễ nhìn lắm, cô ngồi xuống nhẹ giọng hỏi anh. Dương Bách Xuyên đứng dậy, cố mỉm cười Triệu Nam, hôm nay chúng ta bàn bạc chuyện di rời Vân Môn, em ngồi xuống trước, chờ những người khác đến rồi nói. Ừ, Triệu Nam đáp lời, hai người tự nhiên ngồi cùng một chỗ, cô là người duy nhất Dương Bách Xuyên thông báo có hôn ước,
trong lòng người Vân Môn ở biệt thự là chính cung nương nương, có tư cách ngồi ngang hàng với Dương Bách Xuyên. Sau đó là Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị đến, chào hỏi xong liền ngồi ở một bên. Ngay sau đó là ba người Dương San San, Đường Long và Cổ Tư lái xe vào. Anh, có chuyện gì mà gấp như vậy? Dương San San nhận được điện thoại của Khưu Vân Bảo nhanh chóng trở về, cũng không biết anh trai cô bé trúng cái gió gì. Em ngồi trước đi, chờ người đến đông đủ rồi nói sau. Lúc này Dương Bách Xuyên không có tâm tình nói giỡn với em gái. Dương San San thè lưỡi, không dám nhiều lời, chạy đến bên cạnh Lưu Tích Kỳ. Ngay sau đó là Lâm Hoan và Ninh Kha trước sau đến. Đến lúc này người Vân Môn ở Cố Đô đã đông đủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hôm nay trên người Dương Bách Xuyên tản ra một luồng khí tức áp bách làm cho tất cả không dám cười đùa, trong lòng mỗi người đều đang suy đoán, anh sốt ruột muốn rời đi như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Dương Bách Xuyên không phải không muốn mỉm cười, chỉ là nghĩ đến Hạ Lộ mất tích, thậm chí có thể gặp phải chuyện không may, lại thêm Thần Tông và M Nguyệt Môn đã tìm tới cửa thì anh thật sự không có tâm tình gì. Sau khi mọi người hết đủ, anh để cho tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó nói, gửi đến tất cả những người thuộc Vân Môn, ngoại trừ những ai thực sự không thể rời khỏi Cố Đô thì chiều nay chúng ta sẽ di rời. Chi chi. Chít chít. Nói đến đây, trong phòng khách bỗng vang lên tiếng kêu đùa giỡn của Hầu Đậu Đậu và Hương Hương, cắt ngang lời nói của Dương Bách Xuyên. Hai đứa bọn mày đừng cãi nhau nữa, Dương Bách Xuyên gầm lên với hai đầu linh thú. Hầu Đậu Đậu và Hương Hương lập tức yên lặng. Dương Bách Xuyên tiếp tục nói, về phần nguyên nhân cụ thể, tôi không thể nói kỹ, chỉ một câu thôi, rất có thể Vân Môn chúng ta rất sẽ gặp phải đại địch nên ý của tôi là hôm nay rời đi, cải tạo bên nhà cũ về cơ bản đã hoàn thành, ngày sau tổng bộ Vân Môn sẽ ở nơi nào. Nhằm cân nhắc an toàn của mọi người, hôm nay chúng ta sẽ rời đi, chờ sau khi trở về, tôi sẽ luyện đan tăng thực lực của mọi người ở Vân Môn lên, để ai cũng có thực lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó lại ra ngoài lịch luyện kiếm kinh nghiệm. Mỗi một người đang ngồi ở đây, tin rằng trên cơ bản đều hiểu Vân Môn chúng ta không giống với võ cổ giả khác mà là tu chân giả cấp bậc cao hơn, có thể nói con đường tương lai hoàn toàn rộng rãi hơn võ cổ giả nhiều. Thiên hạ bao la, thế giới rộng lớn, thậm chí là vũ trụ mênh mông đều sẽ là võ đài dưới chân tu chân giả. Tôi hy vọng mọi người suy nghĩ thật kỹ, nếu đã bước lên con đường tu chân này thì phải leo lên đỉnh núi, tiền tài vật chất chỉ ở thế giới trần tục. Ngoại trừ Thiết Đản có mộng tưởng muốn theo đuổi những thứ đó nên tôi tạm thời lưu anh ta lại đây ra, hy vọng những người khác có thể buông bỏ công việc, dốc lòng tu luyện. Mặc kể là võ cổ giả hay là tu chân giả đều là thực lực làm chủ, không có thực lực sẽ bị ức hiếp, bị người khác đánh hay thậm chí là giết chết, bản thân cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trên con đường tu chân, luyện khí kỳ chỉ là nhập môn, tôi nói đơn giản cho mọi người hiểu. Một khi đạt tới trúc cơ kỳ sẽ có thể tu luyện pháp thuật, là pháp thuật chân chính, thậm chí phi thiên cũng không phải không có khả năng, thành công đột phá trúc cơ mới được xem như chân chính bước lên con đường tu chân. Giai đoạn luyện khí kỳ có thể cùng sánh vai với võ cổ giả, sau khi trúc cơ, bản lĩnh thật sự của tu chân giả mới có thể dần dần bộc lộ ra. Cố Đô bên này, Lưu Tích Kỳ ở lại, Đại Nghị đi theo bên cạnh, nửa năm sau Đại Nghị trở về Vân Môn an tâm tu luyện. Hai người Đường Long và Tư Lạc chờ San San nghỉ đông thì quay về với cô bé, còn những người khác, tôi hy vọng mọi người cùng tôi trở về. Chi chi. Chít chít. Cốp. Trong phòng khách lại vang lên âm thanh ầm ĩ của Hương Hương và Hầu Đậu Đậu, bọn nó húc bể bình rượu khỉ tử tiên lão đầu đã uống cạn trên bàn. Hai lần nói chuyện đều bị hai đầu linh thú cắt đứt, tâm tình Dương Bách Xuyên vốn không tốt lắm, lần này hoàn toàn nổi giận. Anh ngồi trên sofa, bỗng vỗ một chưởng mang theo chân khí về phía Hầu Đậu Đậu và Hương Hương đang đùa giỡn với nhau phía xa xa. Chi. Chít chít. Bốp. Hương Hương kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ra ngoài hơn 10 mét, cục đuôi nép vào góc tường, nó chỉ bị chân khí của Dương Bách Xuyên ảnh hưởng, đập vào tường một cái rồi bò dậy, ánh mắt xoay tròn, ngơ ngác nhìn Dương Bách Xuyên đang tức giận, không dám nhúc nhích. Bàn trà đá cẩm thạch cũng chia năm xẻ bảy dưới một trường này. Thảm nhất chính là Hầu Đậu Đậu, đứng mũi chịu sào, một kích của Dương Bách Xuyên mang theo chân khí trực tiếp đánh bay nó, đập mạnh vào vách tường. Trong tiếng kêu thảm thiết khi Hầu Đậu Đậu va vào tường,
cả người nó bỗng bộc phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Dương Bách Xuyên đánh một chưởng này xong cũng hoảng sợ, tâm trạng anh đang phiền muộn lại bị hai đầu linh thú chọc giận, đánh xong cũng rất hối hận, chồn nhỏ không có việc gì, anh chỉ sợ một chưởng này đánh chết Hầu Đậu Đậu thì mất mát lớn. Chẳng qua, khoảnh khắc Hầu Đậu 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 va vào vách tường, trong mắt Dương Bách Xuyên đột nhiên hiện lên một tia sáng. Rõ ràng anh nhìn thấy trong nháy mắt khi Hầu Đậu Đậu sắp đụng vào vách tường, trên người nó bùng lên kim quang, bắn ra từng sợi lông ghim lên tường. Thiên phú thần thông. Dương Bách Xuyên nhìn thấy lông trên người Hầu Đậu Đậu giống như mũi tên bắn ầm ầm lên vách tường, trong đầu anh lập tức hiện lên bốn chữ thiên phú thần thông. Từ sau khi huyết mạch của Hầu Đậu Đậu tiến hóa, Dương Bách Xuyên cũng không nghiên cứu nó có thiên phú thần thông hay không, không ngờ hôm nay trong cơn giận giữ lại bức thiên phú thần thông của nó ra. Nhìn thấy lông Hầu Đậu Đậu bắn ra như mũi tên ghim lên tường, trong lòng Dương Bách Xuyên thở ra một hơi. Anh biết lần này không cần lo lắng Hầu Đậu Đậu sẽ bị một chưởng của anh đánh chết, ít nhất không mất mạng, cho dù chết nửa mạng thì anh vẫn có thể dùng nước sinh mệnh cứu sống. Rầm. Sau một tiếng nổ lớn, Hầu Đậu Đậu trực tiếp rớt khỏi vách tường, rơi xuống sân biệt thự, ở ngoài viện kêu lên từng trận thảm thiết. Dương Bách Xuyên nghe thấy giọng nó thì yên tâm, hừ lạnh một tiếng nói, hai tên nghiệt xúc bọn mày, càng ngày càng phá phách, sau khi trở về tao sẽ dạy dỗ bọn mày một trận. Lúc này những người khác đều bị Dương Bách Xuyên đột nhiên nổi giận dọa sợ, gần như trong lòng tất cả mọi người đều kêu lộp bộp. Mọi người rất ít khi thấy Dương Bách Xuyên tức giận, chẳng qua không nghĩ tới lúc anh tức giận lại làm người khác sợ hãi như thế. Mặc dù cơn giận này trút lên hai đầu linh thú nhưng cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Những gì cần nói thì đều đã nói xong hết rồi, Dương Bách Xuyên nhìn bốn phía xung quanh, hỏi, mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì hãy thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường thôi. Lúc này thì làm gì còn ai dám nói là có câu hỏi chứ? Dáng vẻ tức giận ban nãy của anh đã dọa mọi người sợ hãi, cả một đám đều nói không còn câu hỏi gì nữa. Dương Bách Xuyên dặn dò ba đồ đệ một tiếng, khởi động xe chuẩn bị lên đường. Lúc ra đến bên ngoài, trước khi Lưu Thích Kỳ rời khỏi thì anh ta có đi tới nói, vấn đề lần này nghiêm trọng lắm à? Ừ, thần tông và M Nguyệt Môn mà tôi vừa nhắc tới đều là tông môn truyền thừa cổ xưa nên trong hai tông môn đó rất có thể có cao thủ tiên thiên hùng mạnh tồn tại. Tôi từng giết người thuộc hai tông môn này nên cần phải đề phòng bọn họ trả thù cẩn thận, không thể có một chút sơ suất nào. Thực lực của võ cổ giả tiên thiên không phải là hạng xoàng, không thể không cẩn thận được. Mặt khác còn có một số kẻ thù cũng có thể sẽ tìm đến nữa, bọn họ đang ở trong bóng tối, nói không chừng sẽ liên lụy đến mọi người. Bản thân cậu nhớ phải cẩn thận nhé. Dương Bách Xuyên trịnh trọng dặn dò Lưu Tích Kỳ. Lưu Tích Kỳ gật đầu nói, tôi sẽ cẩn thận, ngoài ra tôi muốn để Lâm Hoan ở lại đây. Cô ấy vẫn luôn quản lý tài chính của công ty, nếu cô ấy mà rời đi, tôi thấy không yên tâm khi tìm người khác làm, cậu thấy sao? Dương Bách Xuyên ngẫm lại thấy cũng hợp lý, bèn nói, được, vậy thì để Lâm Hoan ở lại đây đi. Sau này mà tìm được ứng viên quản lý tài chính thích hợp thì sẽ thay cô ấy. Cái này thì tôi biết, vậy thôi bọn tôi đi trước nhé. Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị lên xe. Dương Bách Xuyên đi đến trước mặt Lâm Hoan nói, vất vả cho cậu rồi, đợi Thiết Đản tìm được ứng viên phù hợp để thay thế vị trí của cậu thì cậu có thể trở về. Tôi biết rồi, tập đoàn đang trong thời kỳ cơ cấu toàn quốc mấu chốt. Lúc này tôi cũng không thể rời đi được, cậu yên tâm. Tôi sẽ tự cẩn thận. Lâm Hoan nói. Được rồi các cậu đi đi, qua mấy hôm nữa tôi sẽ sai người đưa đan dược cho các cậu. Đừng bỏ dở việc tu luyện, sau này chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với một kẻ địch rất lợi hại. Dương Bách Xuyên lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sau đó anh đưa Lâm Hoan và Lưu Thích Kỳ rời đi, tiếp theo gọi em gái mình Dương San San, Đường Long với Cổ Tư Lạc tới. Anh hỏi Dương San San, San San em còn được nghỉ mấy ngày nữa? Khoảng một tuần gì đó, tối đa 10 ngày nữa em sẽ trở về. Hôm nay Dương San San mới nhìn dáng vẻ tức giận của anh trai mình, đến bây giờ cô bé vẫn thấy hơi sợ hãi. Ừ, không được tùy hứng, chuyện gì cũng phải nghe Đường Long và Cổ Tư Lạc sắp xếp, an toàn là trên hết. Chờ hết kỳ nghỉ thì em lập tức trở về cho anh, đã biết chưa? Dương Bách Xuyên lo cho em gái mình là Dương San San nhất. Hiện tại cô bé vẫn là sinh viên năm nhất. Tu Vi cũng chỉ mới lên luyện khí kỳ tầng 1 mà thôi.
Anh trai, em cũng đâu phải là trẻ con, anh yên tâm em nhất định sẽ nghe lời anh Đường và chị Tư Lạc. Dương San San lè lưỡi nói. Tốt nhất là như vậy. Dương Bách Xuyên cưng chiều nhéo mũi cô bé một chút, ngay sau đó anh quay sang nói với Đường Long và Cổ Tư Lạc, khoảng thời gian này vất vả cho hai người rồi, nếu San San mà không nghe lời, cứ việc dặn dạy con bé, nói chung ưu tiên an toàn là trên hết. Cậu Dương cứ yên tâm, chúng tôi thề rằng sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì. Kẻ nào muốn hại tiểu thư, trừ khi phải bước qua xác của chúng tôi. Trong lòng Đường Long và Cổ Tư Lạc đều hiểu rõ tầm quan trọng của đứa em gái này đối với Dương Bách Xuyên, hai người bọn họ đều cực kỳ nghiêm túc đảm bảo với Dương Bách Xuyên. Không cần phải nghiêm trọng như vậy, hai người chỉ cần cẩn thận một chút là được, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đầu tiên. Được rồi, hai người đi đi. Dương Bách Xuyên phất tay ý bảo ba người bọn họ rời đi. Lúc này khi anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Mặc Thu đứng ở một bên. Sau khi cắt nuốt ma tinh, Ngô Mặc Thu đã biến thành một người phụ nữ xinh đẹp chỉ sau một đêm, cực kỳ kinh diễm. Dương Bách Xuyên nhìn cô, dịu dàng nói, Thu Nhi, sau khi chúng ta tới Cố Đô, sự an toàn của San San và những người khác phải nhờ cậy vào em rồi. Chủ nhân anh cứ yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn. Sau khi trò chuyện với Ngô Mặc Thu vài câu, Dương Bách Xuyên bảo cô rời đi. Hiện tại xét trong toàn thể Vân Môn. Nếu không tính Tử Tiên lão đầu thì hiện giờ tu vi của Ngô Mặc Thu là mạnh nhất. Sau khi cô cắn nuốt ma tinh thì cô đã chính thức lên được tu vi trúc cơ kỳ, có cô ở lại Cố Đô âm thầm bảo vệ em gái anh là Dương San San và để ý đến sự an toàn của Lưu Thích Kỳ và những người khác, Dương Bách Xuyên cũng thấy yên tâm phần nào. Lúc này, Ninh Kha có chút câu nệ đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Dương Bách Xuyên biết Ninh Kha với thân phận là một cảnh sát. Cô ta không thể rời đi được, nhưng mà từ góc độ ích kỷ mà nói, công việc này rất nguy hiểm, anh hy vọng cô ấy sẽ trở về Vân Môn để tu luyện cùng với anh. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Dương Bách Xuyên nở một nụ cười với Ninh Kha. Từ sau vụ việc lần trước, Ninh Kha xem như đã hoàn toàn không còn dáng vẻ cáu gắt khi ở trước mặt Dương Bách Xuyên nữa rồi, cách cư xử của cô cực kỳ ấm áp. Nhìn thấy bộ dạng câu nệ của cô ta. Dương Bách Xuyên cũng biết chuyện này đúng là rất khó khăn đối với cô ta. Em vẫn chưa bàn giao công việc, đi tìm anh muộn mấy ngày có được không? Ninh Kha có chút thấp thỏm, sự tức giận trước đó của Dương Bách Xuyên với hai linh thú khiến cô ta rất sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy tâm trạng người đàn ông này tồi tệ đến vậy. Dương Bách Xuyên thở dài một tiếng rồi đáp, anh biết chắc chắn em sẽ không yên tâm khi bảo em bỏ công việc bây giờ. Nhưng anh lo cho sự an toàn của em, cho em vài ngày để xin nghỉ dài hạn, qua mấy ngày nữa thì về cùng với bọn San San đi. Đợi đến khi em mạnh lên một chút thì lại quay về làm việc, đến lúc đó em cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân mình, được không? Ninh Kha rất cảm động khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy nên bèn liên tục gật đầu, được, sau khi em bàn giao công việc còn lại thì sẽ xin nghỉ dài hạn để đến tìm anh. Người nên đi đều đã đi rồi. Dương Bách Xuyên cũng thu dọn xong và bắt đầu lên xe rời đi. Biệt thự để lại cho Kiều Phúc trông coi, Ngô Mặc Hạ đi bảo vệ U Dương Ngọc Thanh, còn Ngô Mặc Thu thì bảo vệ Dương San San và đồng thời chú ý đến bên Lưu Tích Kỳ. Những người có thể cùng đi là Triệu Nam, Phương Đạo Trường, Ba Đồ Đệ, Khư Vân, Lục Tuyết Hy, Tử Tiên Lão Đầu, Triệu Vũ Linh và hai linh thú. Dương Bách Xuyên tự mình lái xe, đương nhiên Triệu Nam sẽ ngồi xe anh rồi. Còn Độc Cô Hối và Triệu Vũ Linh thì lái hai chiếc xe thương vụ chở những người còn lại. Sau khi lên xe, Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam rồi nói, bắt em đi gấp gáp như vậy em có trách anh không? Triệu Nam trợn mắt đáp, sao em dám trách anh được, dù sao cũng đã bàn giao việc công ty xong từ tuần trước rồi nên em đi cũng được. Ai bảo anh là oan gia cơ chứ, đã đi theo anh rồi, em còn có thể có cách gì sao? Dương Bách Xuyên hôn một cái lên trán cô ấy, anh thực sự lo lắng cho an toàn của mọi người. Lần này khác với những lần trước, chỉ khi mọi người ở bên cạnh anh mới yên lòng được. Anh đừng để mình mệt quá, cũng đừng lo lắng cho em mà cứ yên tâm đi. Bây giờ không có công việc nên em cũng nhẹ nhõm hẳn. Khi nào cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, trong tương lai, em mong rằng mình có thể đồng cam cộng khổ tất cả mọi việc với anh. Anh biết không? Thật ra em rất hâm mộ Độc Cô Vô Tình. Lần trước khi đến sân bay đón anh và nhìn thấy anh xuất hiện cùng cô ấy,
thật ra em đã thầm tự trách mình rất nhiều. Vì sao em không thể giúp anh, thậm chí em còn ghen tị với cô ta. Trong lúc lái xe, Triệu Nam tâm sự với Dương Bách Xuyên về tâm tư của mình, về cõi lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ của cô ấy. Bởi vì cô ấy biết Dương Bách Xuyên được định trước là một người không hề tầm thường, một mình cô ấy không độc chiếm được anh. Điều quan trọng hơn là trong thế giới của người tu chân thì thực lực là điều được đề cao nhất. Nếu có thực lực, cô ấy có thể đi lang bạt với Dương Bách Xuyên giống như Độc Cô Vô Tình. Còn không có thực lực thì cô sẽ giống như bây giờ, trở thành gánh nặng trong lòng Dương Bách Xuyên. Thế nên lần này dù Dương Bách Xuyên có đột nhiên nói chuyển địa điểm của Vân Môn khiến cô ấy không có chút chuẩn bị nào, nhưng cô ấy vẫn không hề chống đối. Bởi vì với tính cách hiếu thắng của mình, Triệu Nam không cho phép bản thân trở thành gánh nặng của Dương Bách Xuyên. Cô ấy cũng đã nghĩ kỹ rồi, lần này trở về quê của Dương Bách Xuyên, cô ấy sẽ tu luyện cho tốt để cố gắng trợ giúp Dương Bách Xuyên hết sức. Nếu không thể giúp thì ít nhất cũng không thể trở thành gánh nặng của anh. Hai người trò chuyện trên suốt quãng đường đi, tâm trạng của Dương Bách Xuyên cũng dần bình tĩnh lại. Nếu tính thời gian thì lâu lắm rồi anh cũng không tâm sự với Triệu Nam. Tuy nói chuyện với Triệu Nam rất áp lực, bởi vì cô ấy luôn có thể sử dụng sự thông tuệ khi nhìn thấu chuyện đời để biết được tiếp theo anh định nói gì, nhưng điều đó lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất vui. Khi nói chuyện với Triệu Nam, anh sẽ dần thông suốt mọi chuyện. Cảm giác này rất có tính thử thách và kích thích mong muốn chinh phục trong anh, đau nhưng vẫn thấy rất vui. Xuất phát từ trưa, buổi chiều họ đã tới huyện nhỏ nơi quê nhà của Dương Bách Xuyên. Đi xe suốt vài tiếng, Dương Bách Xuyên biết mọi người đều mệt nên đã tìm một quán cơm để mọi người nghỉ ngơi, ăn cơm rồi mới quay lại. Sau khi xuống xe, Triệu Nam kéo Dương Bách Xuyên đi ngay chứ không hề ăn chút nào. Ăn cơm trước đã, có chuyện gì mà vội vàng thế? Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng cô ấy muốn đi dạo huyện nhỏ. Em chưa từng gặp bà, đây là lần đầu đó. Em là cháu dâu chính thức nên đương nhiên phải mua chút quà biếu cho bà rồi. Cũng không thể để bà có ấn tượng không tốt được, bây giờ em đang căng thẳng lắm. Triệu Nam nói một cách nghiêm túc, không hề có khí phách và sự độc đoán thường ngày của người làm chủ tịch công ty chút nào. Dương Bách Xuyên có thể thấy rằng cô ấy thật sự đang rất căng thẳng. Anh nhếch miệng cười đáp, không cần đâu, bà là người hiền lành nhất trên đời nên chắc chắn bà sẽ rất thích khi em đến thăm. Khi chúng ta đính hôn, bà không có mặt ở quê nhưng vẫn nhắc đến em mãi, kêu là tiếc chưa được gặp cháu dâu là em. Trong nhà có đủ hết nên em không cần mua đâu. Như thế không ổn đâu, em chưa từng đi gặp bà bao giờ đã là vô lễ lắm rồi, thế nên nhất định phải mua quà biếu. Chưa kể trong nhà anh còn có một con yêu tinh khác nữa. Sau khi em đi rồi có khi bà lại không thích cũng không biết chừng. Nhanh nhanh đi mua chút quà biếu bà với em đi. Triệu Nam rất kiên quyết. Dương Bách Xuyên cạn lời, anh biết yêu tình Triệu Nam nhắc đến là Độc Cô Vô Tình. Chính cung nương nương đang cảm thấy bị đe dọa à? Người họ Dương nào đó thầm nghĩ trong lòng. Anh không lay chuyển được nên chỉ có thể dỗ dành mà đi mua quà cho bà với cô ấy mà thôi. Dương Bách Xuyên đi dạo với Triệu Nam hết 2 tiếng đồng hồ, mua một đống quà tặng xong mới khởi hành. Trên đường trở về Dương Bách Xuyên phát hiện từ lần trước rời đi, đã hơn nửa năm anh không quay về, đường nhỏ trên núi đều đã được sửa chữa mở rộng, bằng phẳng hơn trước rất nhiều. Đường quê hương trước đây khó đi, lúc ấy anh đã nói với Trần Bảy Roi, có thể sửa đường thì cũng sửa luôn, hiện tại xem ra đây là kết quả của cố gắng của đối phương. 40 phút sau khi khởi hành từ huyện thành, cuối cùng bọn họ cũng quay lại thôn. Từ xa đã thấy khu nhà mới xuất hiện trong tầm mắt, từng dãy biệt thự nhỏ xếp san sát. Ở đầu thôn xuất hiện một đống người, từ xa nhìn lại chính là bà ngoại và Trần Bảy Roi, ngoài ra còn có bà con trong thôn. Dương Bách Xuyên vội vàng xuống xe, dẫn theo Triệu Nam đi tới. Bà ngoại! Anh kêu một tiếng, mũi hơi chua xót. Ngẫm lại chính mình cũng quá bất hiếu, bà ngoại nuôi dưỡng hai anh em anh từ nhỏ đến lớn, cuộc sống không ba mẹ rất khó khăn, anh vừa đi đã đi liền hơn nửa năm, thật sự không nên. Bách Xuyên, cháu ngoan của bà, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Bà ngoại kéo tay anh, trên mặt đầy kích động, sao bà ấy không nhớ hai đứa cháu ruột chứ? Nhìn tinh thần bà ngoại không tệ, Dương Bách Xuyên yên tâm. Sau đó là Lưu Trấn Quốc dẫn theo bà con ra chào đón, toàn bộ người trong thôn đều cảm kích Dương Bách Xuyên,
bởi vì cải tạo thôn là do anh bỏ tiền ra, mọi người không bỏ ra một đồng nào mà ai cũng được ở biệt thự, mỗi căn còn có sân riêng, trang trí nội thất bên trong đều là tiêu chuẩn hiện đại, không ai không hài lòng. Cho nên lúc nghe nói Dương Bách Xuyên trở về, tất cả mọi người đều ra nghênh đón. Sau khi chào hỏi mọi người, Dương Bách Xuyên tặng quà cho từng nhà, trên 3 chiếc xe đều chất đầy quà tặng mua ở huyện thành. Sau một phen nhiệt tình, bí thư thôn Lưu Trấn Quốc kêu mọi người giải tán, để Dương Bách Xuyên về nhà nghỉ ngơi trước, có việc gì thì ngày mai rồi tán gẫu. Hiện giờ đã vào đông, quê nhà bên này nằm sâu trong núi, thời tiết rét lạnh hơn nhiều, Dương Bách Xuyên vội vàng bảo bà ngoại lên xe về nhà trước rồi nói sau. Tất cả mọi người dọn vào khu nhà mới từ mùa hè, sau đó mới cải tạo lại thôn cũ, bà ngoại cũng giống như người trong thôn ở thôn mới. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng dành lại hơn 10 căn biệt thự để ở. Sau khi về đến nhà Dương Bách Xuyên đi xem xét một vòng, bên trong giống y trên bản vẽ, xem ra Trần Bảy Roi rất tận tâm. Mọi người ngồi trong phòng khách, Dương Bách Xuyên mới nói với Trần Bảy Roi, anh Bảy, vất vả cho anh, cải tạo không tệ. Nãy giờ Trần Bảy Roi vẫn luôn thấp thỏm, nghe được những lời này của Dương Bách Xuyên, cuối cùng trong lòng cũng yên tâm, vội vàng nói, không vất vả. Không vất vả, có thể làm việc cho tiên sinh là phúc phận của tôi. Ừ, ngồi xuống đi, công lao của anh tôi đều nhớ kỹ, đúng rồi hiện tại bên thôn cũ đã cải tạo đến đâu rồi. Điều Dương Bách Xuyên quan tâm nhất vẫn là thôn cũ, bởi vì anh muốn dùng thôn cũ làm tổng bộ vân môn. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của tiên sinh, đã hoàn thành rồi, tiên sinh có thể đi xem bất cứ lúc nào. Trần Bảy Roi nói. Ừ, quay đầu chúng ta đi xem một chút. Nói xong Dương Bách Xuyên mới giới thiệu mấy người trong vân môn cho bà ngoại. Sau một phen giới thiệu, Dương Bách Xuyên ngược lại không có việc gì, chuẩn bị đi thôn cũ xem một chút. Triệu Nam dẫn theo mấy cô gái chuẩn bị đồ ăn với bà ngoại, có thể nhìn ra bà cụ rất hài lòng với Triệu Nam, Dương Bách Xuyên thấy thế cũng yên tâm. Lúc đi thôn cũ, Dương Bách Xuyên gọi Tử Tiên lão đầu theo, đương nhiên không thể thiếu rượu khỉ cho lão già kia rồi, đi cùng còn có ba đồ đệ của anh. Thôn mới và thôn cũ cách nhau một con sông, ở giữa dựng lên một cây cầu nối liền với nhau, cách nhau cũng chỉ 800-900 mét. Toàn bộ thôn làng cũ được cải tạo và xây dựng trên cơ sở thôn cũ, thực hiện nguyện vọng giữ lại nhà cũ của người dân. Nhà tổ nhà họ Dương cuối cùng cũng như ý nguyện, ba sân nhỏ nối liền với nhau, hợp thành một thể. Đi quanh một vòng, Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Tổng cộng đã cải tạo và phục hồi khoảng 30 ngôi nhà cổ. Những ngôi nhà này sử dụng làm tổng bộ của vân môn đã dư giả. Dương Bách Xuyên không phải không nghĩ đến mở buôn bán, chẳng qua hiện tại anh không thiếu tiền. Đối với vấn đề sinh sống của bà con, anh đã nghĩ kỹ, đầu tư khách sạn du lịch sinh thái ở thôn mới đã đủ báo đáp mọi người, thôn cũ sẽ trở thành cấm địa của vân môn, không mở cửa cho người ngoài. Chuyện này quay về còn phải thương lượng với bí thư thôn Lưu Trấn Quốc, dựa theo suy nghĩ trước kia Dương Bách Xuyên. Anh muốn cải tạo lại thôn cũ, kêu gọi đầu tư, xây dựng thôn văn nghệ xem như phúc lợi cho bà con. Thế nhưng hiện tại nếu đã rời vân môn đến đây, kế hoạch này tự nhiên sẽ thay đổi. Hơn nữa nói đến việc xây dựng rộng rãi, thôn mới bên kia sống rộng rãi, càng thích hợp phát triển hơn. Thôn cũ bên này dựa núi, không hợp phát triển dân sinh, ngược lại là địa điểm phù hợp để người vân môn tu luyện. Hiện tại vấn đề đầu tiên chính là bày trận pháp. Tốt nhất có thể bao phủ toàn bộ thôn làng, Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ Vân Thiên Tà trong lòng, sư phụ, người nhìn xem, nơi này làm căn cơ của vân môn, bày trận pháp gì thì thích hợp. Nơi này dựa núi, cạnh sông, cũng khá gần đầm tiên nữ lần trước, tốn chút công phu có thể miễn cưỡng bày một trận tiểu chu thiên, sơn thủy tương hợp, thiên địa tương ứng, linh khí tụ hợp, cũng không tệ, linh thạch trong tay còn lại bao nhiêu. Lần này Vân Thiên Tà không hề mắng chửi. Chẳng lâu sau đã trả lời Dương Bách Xuyên. Một hai ngày nữa, hẳn Ngô Nam bên kia sẽ đưa tới linh dược luyện đan tới, sau khi hoàn thành cộng thêm linh thạch trong tay chừng 40 viên, đủ không? Dương Bách Xuyên hỏi. Trận tiểu chu thiên cấp bậc thấp nhất cần 12 viên, cao hơn cần 24 viên, 36 viên, 54 viên, cứ như vậy, linh thạch càng nhiều, uy lực của trận pháp càng lớn. Còn nên nghĩ cách gom đủ 54 viên. Bày trận tiểu chu thiên cấp 4, phòng ngự có thể chống đỡ kim đan kỳ, về phần linh khí tích lũy cũng đủ dùng để tu luyện. Vân Thiên Tà hời hợt nói.
54 viên, nhiều như vậy, Dương Bách Xuyên lớn tiếng nói. Thằng nhóc thúi, thế là nhiều à, đến lúc đó còn nhờ vi sư giúp đỡ nữa đấy, nếu không con đừng mơ bày trận được, 54 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi. Ở tu chân giới, trận pháp hộ tông bao phủ cả mặt ngoài và bên trong, tùy tiện nói ra số lượng linh thạch cần có để bày trận đều có thể dọa chết con. Hơn nữa trận pháp cỡ tiểu chu thiên ở tu chân giới chính là trận pháp rác rưởi, muốn làm trận pháp hộ tông ít nhất phải là trận đại chu thiên trở lên, trận này của con chỉ cấp 4 mà thôi, chỉ có thể phòng ngự được kim đan kỳ. Vân Thiên Tà khinh thường nói. Đây là trái đất đấy, có thể so sánh với tu chân giới được à? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, thầm nhủ trong lòng. Vậy cũng đúng, dù sao con tự xem làm, thật sự không được thì bày trận cấp 3 cũng được. Vân Thiên Tà thuận miệng nói. Không sao, để con nghĩ cách kiếm linh thạch, Dương Bách Xuyên nói. Tùy con, đợi khi nào bày trận pháp thì gọi ta. Nói xong, Vân Thiên Tà không để ý tới Dương Bách Xuyên nữa. Dương Bách Xuyên nghĩ, xem ra chuyện bày trận pháp phải chờ vài ngày, tạm thời luyện đan trước, sau đó nghĩ cách kiếm linh thạch. Sau khi nhìn một vòng, Dương Bách Xuyên trở lại thôn mới ăn cơm với bà ngoại, sau đó thông báo bế quan. Mật thất bế quan được xây dựng tại nhà tổ ở thôn cũ, mật thất nằm ở cái sân nhỏ cuối cùng trong viện, trần bảy roi đặc biệt xây dựng cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên hai viện trước cũng có mật thất, cho tất cả mọi người tu luyện, dù sao phòng cũng nhiều, đủ người vân môn ở. Trước khi bế quan, Dương Bách Xuyên dặn dò đạo trưởng Phương nếu thần Long Đàm đưa đan dược tới thì luyện đan bồi nguyên, hoàn thành đơn đặt hàng, đương nhiên cũng đừng quên nhận thêm đơn, hiện tại bọn họ rất cần linh thạch. Cũng chính là thiên thiên tinh thạch trong miệng võ cổ giả. Đạo trưởng Phương đã có thể luyện chế đan bồi nguyên liên tục cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Về phần hai chị em Lục Tuyết Hy thì tiếp tục luyện chế phù chú, lần trước bọn họ chưa hoàn thành. Dương Bách Xuyên còn để lại cho tiểu tiên lão đầu 10 bình rượu khỉ, dặn Vương Tông Nhân trông chừng ông ta đừng để xảy ra chuyện là được, lại đưa hơn 10 bình rượu khỉ kia cho Vương Tông Nhân bảo quản. Lúc nào tử tiên lão đầu uống xong ầm ĩ thì mới từ từ đưa cho ông ta. Ngoài ra anh còn dặn dò Độc Cô Vô Tình bảo vệ thôn cẩn thận, tất cả cứ chờ anh xuất quan rồi nói sau. Đối với việc đầu tư du lịch sinh thái, Dương Bách Xuyên sai Trần Bảy Roi nói chuyện với Lưu Trấn Quốc, về mặt tài chính thì bảo hắn gọi điện thoại cho Lưu Thích Kỳ, lấy danh nghĩa công ty Vân Kỳ đầu tư. Anh không định để kế hoạch du lịch sinh thái này cho bản thân, xem như nhường lại cho bà con trong thôn hồi báo thôn cũ. Thật ra đối với người tu luyện mà nói, tất cả mọi người đều đồng ý với chuyện này, bọn họ đã biết được sự cường đại của Thần Tông và M. Nguyệt Môn từ miệng Dương Bách Xuyên, vì vậy tất cả đều tự giác tu luyện tăng thực lực. Sau khi đến mật thất, Dương Bách Xuyên lấy lò luyện đan thái thượng ra, kèm theo cỏ linh chi nghìn năm và linh dược tương ứng, còn có một gốc cỏ long huyết ngàn năm, bắt đầu luyện chế đan trúc cơ, đợi sau khi anh luyện được đan trúc cơ là có thể đánh vào cảnh giới trúc cơ kỳ rồi. Luyện đan đối với Dương Bách Xuyên mà nói đã không còn xa lạ, thủ pháp luyện đan giống nhau, chỉ khác ở cấp bậc tài liệu cũng tăng lên mà thôi. Nói đơn giản thì, dược hiệu tăng đồng nghĩa với việc anh phải tốn nhiều tinh thần lực hơn khi luyện đan. Nhưng dù sao thì hiện tại anh đã có thể luyện chế đan trúc cơ rồi, bởi vì tinh thần lực của anh cường đại hơn người khác, nguyên thần kinh tầng 3, có thể so với võ cổ giả thiên thiên tầng 1, đủ điều kiện luyện đan rồi. Anh cũng nắm chắc có thể luyện chế ra đan trúc cơ. Tiếp theo đó, mở lò đan, đốt chân hỏa, thả linh dược vào, ngựa quen đường cũ bắt đầu luyện. Đầu tiên anh bỏ từng gốc linh dược phụ trợ vào, tinh luyện thành nước thuốc, tinh thần lực cường đại dưới khống chế thuận buồm xuôi gió tinh luyện từng gốc linh dược thành nước thuốc tinh hoa. Dương Bách Xuyên quên mất thời gian, quên hết mọi chuyện, trong ánh mắt chỉ còn lại luyện đan. Sau khi luyện chế vị thuốc chính là linh chi nghìn năm thành nước thuốc tinh khiết, khắp mật thất tràn ngập mùi thuốc thơm ngát thấm vào ruột gan. Tất cả linh dược đều đã hoàn thành tinh luyện, tiến vào quá trình ngưng kết thành đan. Lúc này, tinh thần Dương Bách Xuyên tập trung cao độ, tay bấm pháp quyết đánh ra ngoài, từ trong lò luyện đan thái thượng vang lên tiếng nổ lách cách không ngừng. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, phun một ngụm tinh huyết lên lò luyện đan. Ầm ầm. Lò luyện đan phát ra từng tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên hét lên một tiếng thành đan, đồng thời giơ tay bấm pháp quyết thu đan. Mùi thuốc trong mật thất càng thêm nồng đậm. Dương Bách Xuyên nở nụ cười,
đan trúc cơ đã luyện chế thành công, hơn nữa số lượng còn không tính là ít, tận 9 viên. Sau khi mở lò luyện đan, anh thu 9 viên đan trúc cơ vào lọ. Đổ một viên đặt trong lòng bàn tay quan sát, dáng vẻ giống như miêu tả trên đan phương. Kích cỡ chừng viên bi thủy tinh, màu vàng, phía trên mỗi viên đan đều có hoa văn, nhìn quan giống như một chỉnh thể. Hương thuốc bay vào mũi khiến tinh thần anh rung động, chân khí trong cơ thể tự động vận chuyển. Cũng đến lúc trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, nuốt xuống một viên đan trúc cơ. Đan trúc cơ vừa vào miệng đã hóa thành một luồng linh khí khổng lồ như nước lũ, nổ tung trong cơ thể. Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, nhanh chóng luyện hóa linh khí đánh vào bình cảnh tu vi. Sau khi vận chuyển pháp quyết một ngày trời, chân khí ở kỳ kinh bát mạch bên trong cơ thể đã tràn đầy. Đúng lúc này, khắp nơi trên người anh đều phát ra tiếng nổ nặng nề. Dương Bách Xuyên không sợ hãi, anh biết đây là chân khí trong cơ thể đạt tới cực hạn rồi xảy ra thay đổi, một lần nữa bị áp xúc dẫn tới sự biến đổi về chất. Tu vi luyện khí kỳ tầng 9 cũng đạt tới điểm tới hạn. Anh biết đây là giây phút đánh vào trúc cơ kỳ. Dương Bách Xuyên dựa theo bí quyết tu luyện càn khôn tạo hóa quyết, hét lên trong lòng, vũ trụ hồng hoang, nảy sinh từ sơ khai, phân chia trời đất, kiến tạo càn khôn, khai sáng M Dương, phân bố chân nguyên. Máu xương làm sông núi, gân mạch làm cỏ cây, càn khôn hóa âm dương, hồng hoang thành trúc cơ, càn khôn tạo hóa, thành. Đoạn bí quyết này là bí pháp trùng kích trúc cơ trong càn khôn tạo hóa quyết, theo công pháp, cơ thể chính là vũ trụ, trúc cơ là căn nguyên hình thành đất trời, ngày sau tu hành sẽ tạo hóa ngày đêm, sinh ra vạn vật. Cho nên trúc cơ là căn cơ tu chân, chân chính đặt chân vào con đường tu luyện. Một khi trúc cơ thành công, trong cơ thể sẽ hình thành một đan điền, chân khí sẽ không còn tràn ngập kỳ kinh bát mạch toàn thân nữa mà thống nhất hội tụ tại đan điền, khí phát ra từ đan điền cũng được tụ tập tại đây. Đan điền chính là nền móng, căn cơ tu vi của tu chân giả. Ngày sau tu luyện đến cấp bậc cao hơn, thay đổi đều sẽ diễn ra bên trong đan điền. Đan điền chính là một vũ trụ, một mảnh trời đất. Tuy Dương Bách Xuyên đã niệm bí quyết xong nhưng anh còn phải điều động chân khí khắp cơ thể tụ về đan điền, nếu thành công mở đan điền cũng tức là thành công trúc cơ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, phun ra một ngụm máu. Trùng kích thất bại. Anh cười khổ, biết ngay đột phá trúc cơ không dễ như vậy mà. Muốn mở đan điền phải gom chân khí từ bốn phương tám hướng trong người lại một chỗ, sau đó giống như đánh giặc. Đánh vào chỗ từ giữa chân mày đi vào ba tấc, hay còn gọi là nê hoàn cung. Đâm thủng nê hoàn cung chẳng khác nào mở ra đan điền, thành công trúc cơ. Lần đầu tiên không có bất kỳ phản ứng gì, trong đầu không có gì xuất hiện cả, chính là thất bại. Lúc này giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên, thằng nhóc kia, mới thất bại một lần mà thôi, cái này có là gì? Còn phải biết rằng ở tu chân giới, dù là thiên tài tu chân thì có thể mở đan điền thành công trúc cơ tại lần đầu tiên chẳng được bao nhiêu người. Rất nhiều người tu luyện tới bước này thường phải bỏ ra mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần trùng kích mới có thể mở đan điền thành công trúc cơ. Thiên tài đỉnh cấp cần 3 năm ngày thời gian, yếu hơn thì 10 ngày nửa tháng, còn có người 2, 3, mấy chục năm mới thành công. Đây cũng là nguyên nhân tại sao có vài người tốn cả đời vẫn vô duyên với con đường tu chân, luyện khí đơn giản. Trúc cơ lại khó, ở thế giới này, 10 người hết 9 người dừng chân tại bước này, cuối cùng hóa thành đất vàng. Thế thì tại sao trúc cơ lại khó như vậy? Bởi vì chỉ khi thành công trúc cơ, tu chân giả mới có thể tu luyện các loại pháp thuật, tiên thuật trong mắt người bình thường, được bọn họ tôn là thượng tiên. Ngoài ra cũng chỉ có tu luyện đến trúc cơ kỳ, chân khí của con mới có thể trải rộng toàn thân, cưỡi mây đạp gió. Tuổi thọ tăng lên 2 giáp 1 giáp tầm 60 năm, từ nay về sau có tư cách nhìn trộm thiên đạo, có hy vọng thành tựu nguyên thần, bất tử bất diệt. Tất nhiên hiện tại nói đến nguyên thần vẫn còn quá xa xôi với con vẫn ngoan ngoãn trùng kích cửa ải đan điền đi, trong tay con có đan trúc cơ, so với tu chân giả không có đan trúc cơ, thời gian con trùng kích sẽ rút ngắn hơn bọn họ gấp 10 gấp trăm lần. Trong mắt phi sư, tư chất của con cũng không phải quá nát, lại thêm 3 viên đan trúc cơ này. Có hy vọng thành công đấy, cố gắng lên.
Đây là lần đầu tiên Vân Thiên Tà đi ra giải thích và động viên Dương Bách Xuyên trong lúc anh tu luyện. Nghe sư phụ nói xong, máu cả người anh như đang sôi trào lên, sư phụ, thành công trúc cơ thật sự có thể bay trên trời à? Ý con là bay lượn một đoạn á, không phải kiểu nhảy lên rồi dừng lại trên không trung vài giây. Tất nhiên rồi, thằng nhóc con nghĩ tu chân giả là cái gì? Thật sự cho rằng pháp thuật của tu chân giả là trò vặt đấy à? Nói cho con biết, cưỡi kiếm rẽ mây, cưỡi mây đạp gió kèm theo mấy pháp thuật nhỏ lẻ khác đều chỉ tu luyện được sau khi trúc cơ thành công, đến lúc đó bay không phải là vấn đề, tất nhiên thời gian dài hay ngắn và độ cao có liên quan đến tu vi của con. Tu vi bản thân càng cao, chân khí càng cường đại, thời gian phi hành và độ cao tự nhiên sẽ càng dài. Vân Thiên Tà nói. Vậy thành tựu nguyên thần, bất tử bất diệt thì sao? Dương Bách Xuyên lại hỏi. Thằng nhóc thúi, trước tiên con thành công trúc cơ đi đã, hiện tại nguyên thần đối với con mà nói hiện tại quá xa xôi, học tốt cách đi rồi hãy nghĩ tới việc chạy. Vân Thiên Tà mắng. Dạ, không phải con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi à? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt. Được rồi, tính tọa khôi phục đi, tiếp tục tu luyện đi. Dứt lời, Vân Thiên Tà không để ý tới đồ đệ của mình nữa. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục, vừa rồi trùng kích thất bại, chân khí đột nhiên nổ tung cắn trả khiến chân nguyên trong cơ thể anh rối loạn, khí tức bất ổn cần phải điều dưỡng. Hơn 10 phút sau, anh đã hồi phục, nuốt xuống viên đan trúc cơ thứ hai. Hừ, lại thất bại. Ngồi xuống, điều tức. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên bắt đầu trùng kích lần thứ ba. Vũ trụ hồng hoang, bắt đầu từ sơ khai, phân chia trời đất, kiến tạo càn khôn tạo hóa quyết, mở. Trong tiếng hét vang, cả người Dương Bách Xuyên nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, tinh thần tập trung đến cực hạn, điều động chân khí quanh người đánh vào cung nê hoàn. Ầm ầm. Lần trùng kích này kéo dài vài giây, Dương Bách Xuyên cảm nhận được cánh tay trái nóng bỏng liền biết là sư phụ Vân Thiên Tà ra tay. Sau khi yên tĩnh lại, ý thức lực của anh đột nhiên xuất hiện ở trong một mảnh mông lung hỗn độn. Đây là, trúc cơ thành công rồi, Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Lúc này, giọng nói hơi mệt mỏi của Vân Thiên Tà vang lên, thằng nhóc thúi, đan điền đã mở rồi, tiếp theo đừng chủ quan. Tuy con đã thành công trúc cơ nhưng phải xác định con đường vận chuyển càn khôn trong đan điền. Sau này chu thiên xoay vòng, chân khí tuần hoàn trong đó hình thành M dương càn khôn, không ngừng sinh sôi chuyển động. Vi sư cần phải nghỉ ngơi rồi, ta đã truyền thụ lại một ít pháp thuật nhỏ con có thể tu luyện, vi sư phải ngủ say trong thời gian ngắn, đừng quấy rầy ta, con có gọi cũng không tỉnh lại. Về sau phát hiện thiên tài địa bảo có thể tăng thần hồn thì nhớ thu thập một ít, nói không chừng có thể giúp đỡ vi sư khôi phục lại. Tự giải quyết cho tối. Giọng Vân Thiên Tà nhỏ dần rồi biến mất. Sư phụ, cảm ơn người. Dương Bách Xuyên thấp giọng nói một câu. Anh biết nếu không nhờ sư phụ thì chẳng biết anh phải trùng kích bao nhiêu lần mới đột phá được. Anh cũng hiểu sư phụ nói anh sẽ thành công trong vòng 3 lần là nhờ sự giúp đỡ của ông ấy. Trong đầu anh bỗng chấn động, xuất hiện một ít tin tức, hẳn là pháp thuật sư phụ truyền thụ. Thế nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không có thời gian quan sát, lúc này anh muốn củng cố đan điền vững chắc trước đã. Trong mật thất, khoảnh khắc Dương Bách Xuyên mở mắt ra, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, miệng phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt tràn đầy ý cười. Trời cao không phụ lòng người, bắt đầu từ đạo tràng vô cổ, không sợ hậu quả chém giết Đinh Dương và lão ma đầu Địa Tâm, trêu chọc hai đại tông môn cổ xưa ở nước ngoài, cướp đoạt linh chi ngàn năm chính là vì luyện chế đan trúc cơ. Thành tựu trúc cơ kỳ. Dưới sự trợ giúp của đan dược và sư phụ, cuối cùng anh cũng mở gian điền, thành công trúc cơ, tu vi đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1. Trên lý thuyết trúc cơ kỳ tầng 1 ngang hàng với thiên thiên tầng 1 của võ cổ giả nhưng thực tế lại khác nhau hoàn toàn. Nói đơn giản, Dương Bách Xuyên có linh căn thuộc tính ngũ hành, tốc độ tu luyện chậm hơn người khác nhưng lượng chân khí dung nạp trong cơ thể lại nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần. Cho nên anh có thể áp chế thiên thiên tầng 1 khi còn ở luyện khí kỳ tầng 9, còn có thể cùng khiêu chiến võ cổ giả thiên thiên tầng 2. Chính là bởi vì trong cơ thể anh dung nạp nhiều chân khí hơn. Mà hiện tại, anh đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1, cơ thể mở đan điền, lượng chân khí dung nạp được càng lớn hơn, quả thật tăng lên mấy chục lần so với khi còn ở luyện khí kỳ, đồng thời từ đây về sau, tốc độ tu luyện của anh cũng sẽ nhanh hơn người khác mấy lần.
thậm chí là mấy chục lần. Cũng giống như, lúc luyện khí kỳ, chân khí dung nạp trong cơ thể là một chén nước thì hiện tại đạt tới trúc cơ kỳ tầng 1, nó đã biến thành thùng nước, muốn đột phá đến tầng 2 thì phải đổ đầy thùng. Đây chắc chắn sẽ là một công trình rất lớn. Tuy nhiên, đối với Dương Bách Xuyên hiện tại mà nói không thành vấn đề, anh đã biết thành tựu trúc cơ kỳ không dễ dàng. Cơm phải ăn từng miếng, về sau chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ đột phá đến cảnh giới tu chân cao hơn. Kể từ bây giờ trở đi, ưu thế tu chân giả của anh dần dần được bộc lộ, có thể tu luyện pháp thuật là một bước lớn trên con đường tu chân của anh. Dương Bách Xuyên tin rằng, anh chỉ cần một giây là có thể giết chết võ cổ giả cùng cảnh giới trên võ đài. Đây còn chưa tính đến việc anh có thể tu luyện pháp thuật. Trong đầu, đan điền được củng cố vững chắc, như sư phụ nói, anh đã xác định tuyến đường vận chuyển chân khí, giờ phút này trong đan điền xuất hiện một pháp trận M dương tự động vận chuyển, không ngừng sinh sôi, hấp thụ linh khí đất trời chuyển hóa thành chân khí. Bốn phía xung quanh đan điền là một mảng mông lung, tương lai rất có thể sẽ hóa thành chu thiên tinh thần, đương nhiên cái này cần có tu vi cảnh giới cường đại, hiện tại anh mới chỉ là bước chân vào con đường tu chân mà thôi. Linh thức rời khỏi trong cơ thể, Dương Bách Xuyên lập tức nhắm mắt tìm hiểu pháp thuật sư phụ truyền thụ trong đầu, không biết có loại nào tu luyện được không? Thuật ngự phong, thuật tị thủy, thuật khống lôi, hết rồi. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, thầm mắng sư phụ, thế này cũng quá bịp bợm rồi, sao chỉ có ba cái? Ngẫm lại sư phụ cũng vì trợ giúp anh đột phá trúc cơ mà lâm vào ngủ say, hẳn thần hồn lão đầu đã bị hao tổn rất lớn nên nhịn xuống không mắng, sau này anh đặc biệt lưu ý tìm thiên tài địa bảo khôi phục thần hồn cho lão đầu vậy. Ba cái thì ba cái, có còn hơn không, trong đầu còn có truyền thừa vu cổ và vu chú thuật ngũ hành có thể học. Dương Bách Xuyên tự nhủ. Nhìn kỹ ba pháp thuật, Dương Bách Xuyên mới hiểu được đây đều là pháp thuật nhỏ, chẳng qua rất phù hợp với anh lúc này. Trước mắt anh mới vừa trúc cơ thành công, rất nhiều pháp thuật cần tu vi chống đỡ mới có thể tu luyện. Tuy nhiên sau khi xem xong, Dương Bách Xuyên thật sự muốn mắng sư phụ mình một trận. Ba pháp thuật ông ấy đưa, trước mắt chỉ có thể luyện hai cái. Một là thuật ngự phong, hai là thuật tị thủy, về phần thuật khống lôi thì hiện tại anh chưa có điều kiện học tập. Trước tiên nói đến thuật ngự phong, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với thuật pháp này. Dựa vào chân khí trong cơ thể chống đỡ, cộng thêm linh thức kết nối với gió trong đất trời khiến bản thân bay lên. Thế nhưng nói dễ hơn làm, thuật này cần phải có đầy đủ chân khí và sức mạnh linh thức chống đỡ có thể cảm giác được sức gió. Bay bao lâu hay bay cao đến đâu đều có hạn chế, hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh có bao nhiêu chân khí, chỉ cần đủ chân khí, muốn bay thế nào thì bay thế đó. Khuyết điểm là rất hao phí chân khí và tinh thần lực, cũng chính là sức mạnh linh thức. Chẳng qua Dương Bách Xuyên nhất định phải học được thuật pháp này, bởi vì công dụng của nó dùng để chạy trốn, tiện hơn bùa tăng tốc rất nhiều. Thuật tị thủy thuộc loại hình hỗ trợ, hoàn toàn không cần luyện tập đã có thể thi triển, công dụng đúng như tên gọi của nó là tránh nước, lúc xuống nước có thể tự do đi lại trong nước mà không sợ ướt quần áo. Về phần thuật khống lôi được xem như là một pháp thuật công kích khá mạnh, thế nhưng điều kiện tu luyện phải có sấm sét mới được, Dương Bách Xuyên nhìn xong chỉ muốn mắng mẹ nó. Cũng không thể bắt anh trời mưa lên núi hứng sấm chứ. Hiện tại, pháp thuật này chỉ có thể đặt sang một bên, Dương Bách Xuyên bắt đầu nghiên cứu thuật ngự phong trước. Trong lòng vừa niệm pháp quyết, chân khí tỏa ra từ đan điền, trải rộng khắp người, sau đó Dương Bách Xuyên nhắm mắt cảm giác sức gió giữa thiên địa. Tu luyện thuật ngự phong cũng nhất thiết phải có gió thổi mà chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của gió, dẫn dắt sức gió dung nạp vào trong cơ thể. Rồi dùng ý niệm điều khiển chúng, đạt được mục đích phi hành. Thật ra cảm nhận sức gió cũng giống như Dương Bách Xuyên cảm giác linh khí trời đất lúc trước. Ở trong thiên địa, ngoại trừ linh khí ngũ hành tất nhiên còn có sức mạnh của phong lôi tồn tại, chỉ cần có thể cảm giác được là có thể chuyển hóa thành của riêng mình. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên đã cảm giác được linh khí ngũ hành, sau đó anh cẩn thận cảm nhận lực lượng bên ngoài linh khí ngũ hành. Quá trình này không được nóng nảy. Sức mạnh trong thiên địa tuy nhìn không thấy sờ không được nhưng thật sự tồn tại, đối với tu chân giả mà nói chỉ có thể kết nối bằng cảm giác. Thế là Dương Bách Xuyên ngồi im trong mật thất không nhúc nhích, không biết đã trôi qua một giờ, hai giờ, một ngày hay là hai ngày. Anh cứ như vậy lẳng lặng nhắm mắt. Trong một khoảnh khắc, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo,
khóe miệng anh bỗng hiện lên ý cười, anh biết mình đã thành công. Dưới sự thúc đẩy của sức mạnh linh thức, quá trình kết nối diễn ra chậm rãi, dần dần loại cảm giác lạnh lẽo này càng ngày càng sâu sắc. Dương Bách Xuyên dẫn dắt nó đi khắp cả người, trong lòng hơi động, khẽ thốt lên một chữ, hợp. Ngay sau đó, anh đọc pháp quyết của thuật ngữ phong, thiên địa xoay chuyển, mây thuận gió hòa, phong hóa đại đạo vô hình, ngữ phong. Chữ cuối cùng vừa dứt, Dương Bách Xuyên đột nhiên mở hai mắt, cảm giác cơ thể mình vèo một cái bay lên trời. Bốp! SSSS! Thuật ngữ phong tu luyện thành công, thi triển bằng ý niệm. Vừa rồi Dương Bách Xuyên muốn thử bay lên nên trong đầu tưởng tượng đến dáng vẻ bay trên trời của bản thân. Anh quên mất khống chế lực lượng, quên luôn không gian có hạn, dẫn đến một giây pháp thuật thi triển thành công, người anh bỗng nhiên bay vút lên đụng vào nóc nhà, sau đó rớt xuống đất, té lăn quay. May mắn cơ thể anh cường đại, nếu không e rằng đã ngã đến mức bể đầu chảy máu. Dương Bách Xuyên ngồi trên mặt đất, sau khi bình tĩnh lại thì cười ngây ngô. Tuy rằng bị đụng đến choáng váng nhưng anh lại vui vẻ nở nụ cười, bởi vì thuật ngữ phong đã luyện thành rồi, vừa rồi chẳng qua là không nắm giữ mức độ mà thôi. Sau đó anh đứng dậy, tiếp tục. Lúc này anh từ tốn, trong lòng chỉ nghĩ đến 2 mét trên đỉnh đầu, không dám tưởng tượng quá cao, kẻo lại đụn phải nóc nhà nữa, con mẹ nó đau lắm đấy. Có thành công của lần đầu tiên, lần thi triển thứ hai rất thuận lợi. Lần này anh tưởng tượng rất chậm. Ngay sau đó, hai chân anh rời khỏi mặt đất, bay lên hơn 2 mét, khi gần chạm vào nóc nhà thì ngừng bay lên. Sau đó, anh nghĩ đến bay sang hai bên trái phải, cũng không dám bay quá nhanh. Nghĩ bên trái thì bay sang trái, nghĩ bên phải thì bay sang phải, nghĩ dừng lại sẽ dừng lại, tất cả đều dựa vào ý niệm, quá thoải mái. Dương Bách Xuyên bay lên cách mặt đất hơn 2 mét rồi bay vòng vòng trong mật thất rộng 50 mét vuông. Muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Tốc độ nhanh nhất hoàn toàn không thua kém bùa tăng tốc cấp 3, thậm chí còn vượt qua bùa tăng tốc cấp 1. Chẳng qua bay chừng 7-8 phút, Dương Bách Xuyên nhanh chóng dừng lại, bởi vì anh phát hiện chân khí trong cơ thể đã sắp hao hết rồi. Anh lén líu lưỡi, quả nhiên vô cùng tiêu hao chân khí, nhiều lắm chỉ có thể bay chừng 10 phút. Về sau anh cần phải chú ý. Đừng để đến lúc đó bay lên độ cao mấy trăm mét thì thiếu chân khí rơi xuống đất thì xong đời. Thuật ngữ phong tốt thật nhưng khuyết điểm lớn là quá hao phí chân khí, lúc sử dụng nhất định phải cực kỳ cẩn thận, đừng để khi gặp phải kẻ địch nhân bay chừng 10 phút đã hao hết chân khí, đến lúc đó chỉ có thể mặc người chém giết, Dương Bách Xuyên thầm nghĩ. Sau đó anh lấy linh dược, luyện chế một lò đan tụ khí, để dành sử dụng. Muốn dùng thuật ngữ phong thì không thể thiếu đan tụ khí, có thể nhanh chóng bổ sung chân khí. Hơn nữa về sau tu luyện cũng không thể thiếu thứ này, nói không ngoa, hiện tại lượng linh khí anh cần để tu luyện nhiều gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần trước kia. Một lò đan tụ khí, bên trong có bỏ thêm một gốc cỏ long huyết 5.000 năm, luyện được 12 viên, gấp đôi trước kia. Anh vốn định luyện thêm một lò nữa, đáng tiếc lại không đủ linh dược. Sau khi thu đan dược vào bình, Dương Bách Xuyên chuẩn bị xuất quan, cũng không biết lần này bản thân đã bế quan mất bao lâu, lúc anh lấy điện thoại di động ra nhìn thì sợ ngây người. Dương Bách Xuyên vừa nhìn đồng hồ, trời đất, đã 25 ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên bế quan đến hôm nay. Trong cảm nhận của anh, lần bế quan này có chút dài nhưng cũng chỉ cảm thấy mới trôi qua 7-8 ngày. Không nghĩ đến đã hơn 20 ngày. Quả nhiên là tu chân không có 5 tháng, vừa mở mắt đã cách một thế hệ. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm nói. Trước kia nhìn điển tịch tu chân, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một ghi chép nhắc đến người nào đó bế quan, sau khi xuất quan thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm. Lúc đó nhìn thấy, Dương Bách Xuyên cũng chỉ méo miệng, không tin tưởng. Bây giờ nhìn lại, tu chân không 5 tháng là thật sự, một lần bế quan của anh cũng trôi qua hơn 20 ngày. Có thể nghĩ được những người có tu vi cao siêu sẽ lâu đến thế nào. Anh cảm thán thời gian nhanh như mũi tên, càng kinh ngạc với sự thần kỳ của tu chân. Sau đó anh mở cửa mật thất, đi ra ngoài. Khi đi vào sân, đập vào mắt là màu bạc minh môn, tuyết rơi dày trắng xóa. Ngọn núi phía nơi xa đã phủ đầy tuyết, trông rất đẹp mắt. Thời tiết đã chuyển sang mùa rét lạnh. Đột nhiên Dương Bách Xuyên cảm thấy có chút quạnh quẽ, bên tai cũng không nghe thấy động tĩnh ở tiền viện và trung viện,
vô cùng yên tĩnh, giống như không có người tồn tại. Anh phóng thích linh thức ra ngoài. Sau khi đột phá trúc cơ thành công, anh còn chưa thử qua linh thức của chính mình trải dài đến mức nào, trước kia là phạm vi 90 mét. Sau khi tản linh thức ra ngoài, rất nhanh đã vượt qua phạm vi 90 mét. Sau đó tiếp tục đi về nơi xa. 100 mét, 200 mét. Đến tận 500 mét vẫn chưa dừng lại. Lúc này Dương Bách Xuyên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng lúc trước hạ lộ là bẩm sinh tầng 2, linh thức cũng chỉ đạt đến 200 mét. Cảnh giới bây giờ của anh cũng chỉ tương đương với tầng 1, nhưng linh thức đã gấp đôi bẩm sinh tầng 2, đến đây vẫn chưa dừng lại, tiếp tục kéo dài ra ngoài. 600 mét, 700 mét, 800 mét, đến tận 900 mét linh thức mới dừng lại. Nói cách khác, sau khi thành công đột phá trúc cơ, linh thức đã tăng lên gấp 10 lần, từ 90 mét đến 900 mét. Còn là 900 mét lấy anh làm trung tâm. Đây là một sự kéo dài khủng bố. Không thể nghi ngờ, sau khi thành công lên trúc cơ, lực lượng linh thức của anh cũng xảy ra biến hóa mạnh mẽ về chất và lượng. Rõ ràng nhất là, hôm nay sau khi linh thức kéo dài đến 900 mét, anh cảm giác chính mình cũng đi ra xa 900 mét, linh thức giống như hai mắt của chính mình, đồng điệu cảm giác với anh. Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống này, trước kia linh thức chỉ có thể nhìn đến những nơi mà linh thức đi đến. Còn bây giờ, cảm giác chính mình hóa thân đi ra ngoài, giống như bản thân đang đứng ở nơi đó, tai nghe mắt thấy vậy. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ. Hơn nửa thôn bị linh thức của anh bao phủ, tất cả hoạt động sự vật đều nằm trong sự giám thị của anh. Giống như anh đang nhìn xuống lãnh thổ của mình vậy, rất thần kỳ. Điều làm Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái là ở trong viện trước mật thất, trừ bỏ Phương Mãnh đang luyện đan và tam đồ đệ võ kiếm đang cầm một khối gỗ điêu khắc một bà lão ra, cả thôn không có một bóng người. Dương Bách Xuyên cảm thấy rất kỳ lạ, không lẽ những người khác không cần tu luyện? Từ linh thức thấy được võ kiếm khắc rối gỗ không tệ, lệ khí trên người anh ta gần như đã biến mất, tức là điêu khắc tâm linh có tác dụng. Nhưng nhìn cách võ kiếm hạ đao, hình như có chỗ nào đó không đúng. Linh thức bây giờ của anh gần như đang đứng bên cạnh võ kiếm vậy. Theo bản năng, Dương Bách Xuyên nói, tốc độ nghiêng đao xuống đao nên nhanh hơn một phần, lực độ giảm ba phần. Ầm, võ kiếm run tay, đao điêu khắc rơi xuống đất. Ai? Võ kiếm bị âm thanh đột ngột xuất hiện dọa sợ, anh ta biết hôm nay chỉ có chính mình, vừa rồi còn nhìn qua, trong thôn không có người ngoài. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai. Làm sao không bị dọa sợ cho được. Đồng thời kinh ngạc còn có Dương Bách Xuyên. Anh vui mừng như vừa phát hiện ra một thế giới mới. Lúc này anh đang ở hậu viện, đồ đệ võ kiếm đang ở tiền viện, cách xa nhau gần 100 mét. Nhưng với khoảng cách xa như vậy, giống như anh đang đứng đối mặt với võ kiếm nên theo bản năng đối thoại với anh ta. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên một từ ngữ tu chân linh thức truyền âm. Linh thức truyền âm có thể đối thoại với người khác trong phạm vi bao phủ của linh thức, chỉ cần ở trong phạm vi của linh thức thì có thể đối thoại với đối phương như đang đối mặt. Trước kia chưa đến trúc cơ, anh cũng có linh thức nhưng không thần thông như lần này. Bây giờ có thể sử dụng linh thức truyền âm, có lẽ là phúc lợi sau khi tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. Linh thức tăng lên cũng làm chất biến hóa, anh có thể sử dụng linh thức truyền âm cho nhiều việc. Ngược lại với sự vui mừng của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đồ đệ võ kiếm, Dương Bách Xuyên cười ha ha, nói, võ kiếm, đừng sợ, là sư phụ. Sư phụ. Võ kiếm kinh ngạc hô lên, lần này anh ta cũng đã nghe ra được đây là âm thanh của sư phụ, nhưng chưa từng nghĩ đến sư phụ Dương Bách Xuyên còn có bản lĩnh cỡ này. Không lẽ là truyền âm ngàn dặm? Trong lòng võ kiếm nghĩ như vậy. Lúc này linh thức của Dương Bách Xuyên lại đi đến mật thất trong tiền viện. Tìm đạo trưởng Phương đang luyện đan. Anh muốn hỏi đạo trưởng Phương xem tình hình luyện chế đan bồi nguyên thế nào rồi. Lão Phương, xuất quan đến tiền viện đi. Ai? Phản ứng giống như võ kiếm, đạo trưởng Phương cũng bị thần thông truyền âm của Dương Bách Xuyên dọa sợ. Sau khi Dương Bách Xuyên giải thích, cuối cùng ông ta cũng tiếp nhận, vội vàng đi ra mật thất. Giống với suy nghĩ của võ kiếm. Sau khi đạo trưởng Phương chứng kiến thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng vui mừng. Dương Bách Xuyên càng lợi hại, Vân Môn cũng càng cường đại,
ông ta cũng có thể học hỏi được càng nhiều. Sau khi thông báo cho đạo trưởng Phương, Dương Bách Xuyên nhấc chân đi đến tiền viện. Cuối cùng Võ Kiếm cũng nhìn thấy người, vội vàng đi lên ôm quyền hành lễ nói, chúc mừng sư phụ xuất quan, luyện được thần công. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, thằng nhóc nhà cậu cũng bị sư huynh cậu ảnh hưởng, học được nịnh nọt, ha ha. Thành công đột phá trúc cơ, có linh thức truyền âm, tâm trạng của Dương Bách Xuyên không tệ. Võ Kiếm mỉm cười, không nói dĩ, anh ta vốn dĩ không phải người nói nhiều, có thể nói được một câu như vậy thật sự là bị Độc Cô Hối ảnh hưởng. Phương Mãnh bái kiến môn chủ, chúc mừng môn chủ xuất quan, luyện được thần công. Đạo trưởng Phương đi ra từ một căn phòng ở tiền viện, chào hỏi Dương Bách Xuyên. Ha ha, lão Phương, ông cũng không tệ, vừa rồi xem thủ pháp luyện đan của ông đã rất thành thục, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Con đường luyện đan là một đại đạo tu chân, thành tựu tương lai của ông cũng sẽ không kém. Chờ một khoảng thời gian nữa tôi sẽ truyền thụ cho ông cách luyện đan chân chính. Dương Bách Xuyên cười ha ha, trong lòng đàn nghĩ truyền đan tụ khí cho đạo trưởng Phương. Chỉ mới gần một tháng không gặp, Phương đạo trưởng đã là luyện khí kỳ tầng 8, có vẻ ông ta đã hoàn thành chuyển hóa nội lực, tu vi tiến bộ vượt bậc. Bần đạo có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ sự dạy dỗ của môn chủ, sau này tôi chắc chắn sẽ phục vụ tận tụy vì Vân Môn. Đạo trưởng Phương có kinh nghiệm vào đời phong phú, rất khéo đưa đẩy trong đạo xử thế, vội vàng tỏ thái độ. Nhưng đây cũng chính là lời nói trong lòng của ông ta, trong khoảng thời gian này thông qua luyện đan, tu vi của ông ta cũng đã tiến bộ vượt bậc. Không có gù, ông là luyện đan sư của Vân Môn chúng ta, không cần để ý tình thế. Đúng rồi, giao dịch đan bồi nguyên với các gia tộc lớn đã hoàn thành chưa? Dương Bách Xuyên hỏi ông ta. Tôi cũng đang định báo lại với môn chủ, nửa tháng trước đã hoàn thành hết tất cả các giao dịch, bây giờ đang luyện chế nhóm đan bồi nguyên thứ hai. Hơn nữa các thế lực lớn nghe tin đến nên đã đặt trước 12 lò đan bồi nguyên tiếp theo của chúng ta. Tổng cộng đạt được 40 viên linh thạch bẩm sinh, đều ở trong tay của lão phu nhân. Đạo trưởng Phương cười nói. Lão phu nhân, Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc, tại sao lại toát ra một lão phu nhân rồi? À, chính là bà nội của ngài. Đạo trưởng Phương vội vàng giải thích. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu. Bà nội cũng coi như lão phu nhân của Vân Môn. Nghe thấy đã có được 40 viên linh thạch bẩm sinh, Dương Bách Xuyên tính toán trong lòng, bằng này cũng đủ để bố trí trận pháp chu thiên loại nhỏ, còn có thể tăng lên một cấp bậc. Sau khi nói thêm vài câu, Dương Bách Xuyên hỏi, những người khác đâu? Tại sao không ai tu luyện, không phải lúc tôi bế quan đã nói bọn họ đến tổ trạch bên này để tu luyện hay sao? Nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi, sắc mặt của đạo trưởng Phương và Võ Kiếm cứng đờ, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt đều không đẹp. Trong lòng Dương Bách Xuyên rơi lộp bộp, vội vàng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Hít sâu một hơi, đạo trưởng Phương nói, bên chỗ Cố Đô đã xảy ra chuyện. Cái gì, tại sao lại xảy ra chuyện, là San San, hay đám người Thiết Đản? M thanh của Dương Bách Xuyên tăng cao, toàn thân căng chặt. Trong lúc vô tình đã phóng thích huy áp trúc cơ kỳ ra. Võ Kiếm đứng bên người còn chưa tu chân, vẫn là võ cổ giả, không thừa nhận nổi, trực tiếp ngồi quỳ xuống đất dưới huy áp của Dương Bách Xuyên. Sắc mặt của đạo trưởng Phương cũng trắng bệch, vội vàng nói tiểu thư không sao. Người của Vân Môn đều biết Dương San San là mạng sống của Dương Bách Xuyên, vì vậy vội vàng nói Dương San San không sao. Trước tiên phải làm dịu cơn tức giận của Dương Bách Xuyên đã. Khí thế phát ra trên người anh thật sự muốn mạng. Không thấy Võ Kiếm đã ngồi bệt xuống đất sao? Không biết tu vi hiện tại của môn chủ là gì, quá khủng bố. Đạo trưởng Phương nghĩ thầm trong lòng. Ông ta cũng miễn cưỡng lắm mới chống đỡ nổi trước khí thế của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng phát hiện chính mình khẩn trương làm đồ đệ và đạo trưởng Phương thừa nhận áp lực, vội vàng thu hồi hơi thở trên người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đạo trưởng Phương mới nói tầm khoảng nửa tháng trước, lúc tiểu thư được nghỉ đông chuẩn bị đi về, đột nhiên bị một kẻ thần bí tập kích, Đường Long và Cổ Tư Lạc, bọn họ bị người giết. Dương Bách Xuyên chấn động, San San trở lại chưa? Tiểu thư đã trở về bình an, là Lục Hộ Pháp và tiểu thư vô tình tự mình tiếp về. Đạo trưởng Phương trả lời. Bên chỗ công ty thì sao? Đám người Lưu Tích Kỳ có sao không? Dương Bách Xuyên nghiêm trọng hỏi.
Đạo trưởng Phương lắc đầu, công ty vẫn ổn, đám Lưu Thích Kỳ đều không sao, từ sau khi Đường Long và Cổ Tư Lạc xảy ra chuyện, tiểu thư Vô Tình và Lục Hộ Pháp đã đi đến Cố Đô trấn giữ. Những người khác lo lắng có người trở về thôn quấy rối nên đã đi sang thôn mới bảo vệ. Dương Bách Xuyên gật đầu, tâm tình vui sướng sau khi tu vi tăng lên đã không còn sót lại một chút gì, tôi về nhà trước. Nói xong, Dương Bách Xuyên bước ra một bước, biến mất trước mặt hai người. Bây giờ trong lòng anh rất muốn gặp mọi người. Cái chết của Đường Long và Cổ Tư Lạc đã đánh cho anh một đòn cảnh cáo, trong lòng áp lực đến cực điểm. Bây giờ anh muốn biết rõ xem là ai đã ra tay muốn giết San San. Là người của Thần Tông, hay là người của M. Nguyệt Môn, hay là của Sương Hoa hoặc gia tộc quỷ hút máu Dracula. Không biết Ngô Mặc Thu bảo vệ bên cạnh San San có việc gì hay không. Dưới chân giống như đạp gió chạy vào nhà ở thôn mới. Vừa đi vào thì thấy tất cả mọi người đều ở. Ngoại trừ Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy đang trấn giữ ở Cố Đô, những người khác đều ở. Tửu Tiên lão đầu lôi kéo Vương Tông Nhân và Độc Cô Hối uống rượu, Triệu Nam, Ninh Kha và em gái Dương San San đang phơi nắng cùng với bà nội ở trong viện, có lẽ Ninh Kha trở về sau khi xin nghỉ dài hạn. Khâu Vân bận việc ở phòng bếp, chỉ có Trần Bảy Roi không ở đây. Phóng xuất thần thức ra, phát hiện Trần Bảy Roi đang xem bản vẽ cùng với Lưu Trấn Quốc ở trong nhà Lưu Tích Kỳ. Bên trên là bản thiết kế khách sạn, có lẽ đang bàn bạc chuyện sinh thái khu du lịch. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất hiện, mọi người giống như tìm được tâm phúc, kêu to. Từ sau khi Đường Long và Cổ Tư Lạc xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Nhưng Dương Bách Xuyên đang bế quan, không ai dám đi quấy rầy. Hôm nay nhìn thấy anh xuất quan, một đám đều rất vui vẻ. Sau khi trò chuyện với bà nội, Dương Bách Xuyên đi sang một bê, nháy mắt với em gái, ý bảo cô bé lại đây. Sau khi mấy người Dương San San và Triệu Nam lại đây, Dương Bách Xuyên trực tiếp mở miệng, nói kỳ càng tình huống lúc đó cho anh nghe xem. Dương Bách Xuyên đỏ mắt nức nở nói, anh Đường và chị Tư Lạc, bọn họ. Hu hu. Trước đừng khóc, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Dương Bách Xuyên tận lực nhẹ nhàng an ủi cô bé. Sau khi im tiếng, Dương San San đỏ mắt nói, sau khi nghỉ đông, bọn em đi về vào ban đêm, một người phụ nữ vô cùng yêu dị đi đến biệt thự, sau đó đánh nhau với anh Đường và chị Tư Lạc. Lúc đó em bị người kéo vào trong mật thất ngầm, người kia nói anh ta là Kiều Phúc, quản gia của biệt thự, bảo em đừng sợ, trốn kỹ trong mật thất đừng đi ra, sau đó đi hỗ trợ. Rạng sáng hôm sau em gọi điện cho anh Thiết Đản, sau khi anh ấy đến em mới đi ra khỏi mật thất. Sau đó phát hiện anh Đường và chị Tư Lạc đã chết. Hu hu. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu, dựa theo miêu tả của em gái, người phụ nữ đến biệt thự làm anh nghĩ đến một người. Người phụ nữ yêu dị đã chạy trốn ở ngôi mộ dưới nền đất biệt thự lúc trước. Dựa theo lời của sư phụ, người phụ nữ kia không phải người cũng không phải yêu, là ma nhưng cũng không phải ma, chính là người đã ma hóa Lý Lương Sơn thành nô lệ, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chẳng qua lúc trước sau khi chém giết Lý Lương Sơn đã ma hóa ở sau núi, người phụ nữ kia trốn khỏi mộ, nhưng không nghĩ rằng lại trở thành một mối nguy hiểm sau này. Cô ta tìm đến biệt thự, xem ra vết thương đã khỏi, nếu đoán không sai chỉ có hai nguyên nhân, đầu tiên là đến trả thù anh vì lúc trước đã phá hủy chuyện tốt của cô ta. Thứ hai là đến tìm Ma Tinh. Ma Tinh được luyện hóa từ trên người Lý Lương Sơn đã bị anh đưa cho Ngô Mặc Thu, làm tu vi của Ngô Mặc Thu tăng mạnh. Có thể so với trúc cơ. Khả năng cao cô ta đến cướp Ma Tinh, hoặc đến báo thù. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng cho an nguy của Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, vội vàng hỏi, San San, sau đó em có gặp được Kiều Phúc không? Dương San San lắc đầu, từ sau đêm hôm đó em chưa nhìn thấy Kiều Phúc. Dương Bách Xuyên sốt ruột, nếu vậy khả năng cao Kiều Phúc đã gặp chuyện không may, Ngô Mặc Thu âm thầm bảo vệ San San cũng khó chạy thoát. Hiện tại cũng không biết tu vi của người phụ nữ yêu dị kia mạnh hơn hay tu vi của Ngô Mặc Thu mạnh hơn. Phải nhanh chóng hỏi tình huống của Ngô Mặc Thu. Về sự tồn tại của Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên chỉ nói cho Lưu Tích Kỳ biết, lúc đó anh đã phân phó cho Ngô Mặc Thu, sau khi em gái Sam San về nhà, cô hãy ở lại bên cạnh Lưu Tích Kỳ để bảo vệ tên nhóc đó. Bây giờ phải hỏi Lưu Tích Kỳ, nếu Ngô Mặc Thu không ở bên cạnh,
vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Còn chị gái của Ngô Mặc Thu, Ngô Mặc Hạ, Dương Bách Xuyên đã phân phó đi bảo vệ U Dương Ngọc Thanh. Chẳng qua bây giờ chưa trở về. Dương Bách Xuyên ra vẻ nhẹ nhàng an ủi em gái và mọi người, sau đó đi ra sân gọi điện thoại cho Lưu Tích Kỳ. Điện thoại gọi được, hỏi tình huống, Lưu Tích Kỳ giải thích, anh ta không nhìn thấy Ngô Mặc Thu, lần này Dương Bách Xuyên hoàn toàn sốt ruột. Đối với ba quỷ tu, dù là Ngô Mặc Thu hay Kiều Phúc Anh đều rất coi trọng. Bây giờ chỉ có hai loại tình huống, một là Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc đuổi theo người phụ nữ yêu dị kia, bọn họ còn sống, hai là bọn họ đã bị giết. Nhưng dù thế nào, Dương Bách Xuyên cũng phải đi một chuyến đến Cố Đô, sống hay chết cũng phải mang bọn họ trở về, đồng thời trả thù cho Đường Long và Cổ Tư Lạc. Bên quê quán có Tử Tiên lão đầu trấn giữ nên Dương Bách Xuyên rất yên tâm, lão đầu này là võ cổ giả vượt qua bẩm sinh. Nói cách khác Tử Tiên lão đầu có thể sánh ngang với người tu chân kim đan kỳ. Có ông ta tọa trấn không cần lo lắng an toàn trong nhà. Trên địa cầu có mấy người có thể sánh ngang với Tử Tiên lão đầu? Gần như không có khả năng, cho dù có Dương Bách Xuyên cũng tin tưởng là lông phượng sừng lân. Đối với Tử Tiên lão đầu, từ sau khi Dương Bách Xuyên đạt đến trúc cơ kỳ, càng cảm giác được lão đầu sâu không lường được. Khi dùng linh thức quan sát ông ta, có thể nhìn thấy trong đan điền của lão đầu có một cỗ năng lượng khổng lồ, có thể nhìn đến ở chính giữa đan điền của ông ta có một vật bằng hạt gạo đang phát sáng. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không phải là tay mơ, từ điển tịch ở trong đầu, có lẽ hạt gạo trong đan điền của Tử Tiên lão đầu là kim đan. Đây là loại năng lượng cực kỳ cường đại. Trong khi anh đang quan sát, lão đầu đã phát hiện, híp mắt lười biếng uống rượu, nhóc Xuyên, cậu rình coi lão phu. Bị lão đầu phát hiện Dương Bách Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái, đi qua phất tay bảo Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân cầm một bình rượu khỉ lại đây. Sau đó ngồi trước mặt Tử Tiên lão đầu, nói, đại trưởng lão, con phải ra ngoài mấy ngày, xin người hãy chăm sóc trong nhà giúp con. Cho lão phu 5 bình, à không, 10 bình rượu khỉ, lão phu đảm bảo mọi người đều an toàn. Tử Tiên lão đầu có kè mặc cả với Dương Bách Xuyên. Sau đó có lẽ sợ Dương Bách Xuyên không đồng ý, vội vàng bổ sung, nói, nhóc con, mấy ngày cậu đóng cửa tu luyện, xung quanh thôn này có không ít đầu trâu mặt ngựa đến đây. Nếu không phải có lão phu ở, những người này đã xông vào từ lâu, 10 bình rượu khỉ cũng không nhiều lắm đúng không? Dương Bách Xuyên nghe thấy Tử Tiên lão đầu nói có một đám người đã từng đến đây, trong lòng vừa kinh vừa giận, không nhịn được nói thực sự đã có người đến đây. Tử Tiên lão đầu tức giận. Nói, lão phu lừa cậu làm gì? Nói cho cậu biết, trong đó có võ cổ giả bẩm sinh tầng 3, cũng có dị năng giả, thậm chí có cả con rơi thối ở phương Tây, còn có một yêu vật có hơi thở vô cùng cường đại. Những người này trốn ở bốn phía quanh thôn, sau khi lão phu thả hơi thở ra, bọn họ mới không dám vào. Ta chặn lại những người này cho cậu, uống 10 bình rượu khỉ của cậu thì sao chứ? Trong lòng của Dương Bách Xuyên sóng cuộn biển gầm. Anh biết Tử Tiên lão nhân điên khùng nhưng cũng không vì thế mà nói mê sảng, hơn nữa lúc chưa phát bệnh tư duy của ông ta cũng tương đối rõ ràng. Trịnh trọng nói, một chút cũng không nhiều, con hứa sau khi trở về sẽ nói cho người biết một nơi không ngừng sản xuất rượu khỉ, làm người không thiếu rượu uống. Vì lung lạc lão đầu, Dương Bách Xuyên hạ cả vốn gốc. Anh chuẩn bị nói sơn động quê của Hầu Đậu Đậu cho Tử Tiên lão đầu, đám con khỉ kia có thể không ngừng sản xuất rượu khỉ. Thật sự, nhóc con, cậu đừng lừa lão phu, Tử Tiên lão đầu đỏ bừng mặt đứng lên. Tuyệt đối không lừa dối, Dương Bách Xuyên nhìn nói. Ha ha ha, được, cậu yên tâm, có lão phu ở đây, xem ai dám động tới thôn này, ai dám lão phu sẽ đánh gãy chân chó của người đó. Tử Tiên lão đầu điên điên khùng khùng nhếch miệng cười to. Đúng lúc này tiếng cười của ông ta im bặt, nhìn về hướng đông bắc một ngọn núi của thôn, híp mắt nói. Nhìn xem vừa nói xong đã có người xuất hiện, nhóc con, cậu không tin có thể tự đi nhìn, ở trên ngọn núi đối diện kia kìa. Trong lòng Dương Bách Xuyên lạnh băng, anh nhìn về phía ngọn núi Tử Tiên lão đầu chỉ. Đây là một ngọn núi nhỏ cách nơi này ít nhất 3.000 mét. Trong lòng anh rất kinh ngạc về sự cường đại của linh thức của Tử Tiên lão đầu, không hổ danh là cao thủ vượt ngoài tiên thiên. Càng có rất nhiều tức giận, những người này dám đến gần thôn. Bọn họ đến làm gì? Có mục đích gì?
trong lòng Dương Bách Xuyên đã đoán được. Đơn giản hoặc là kẻ thù, hoặc là một vài người đỏ mắt thèm thuồng đan bồi nguyên, muốn cướp lấy. Tài nguyên trên địa cầu thưa thớt, không phải bất cứ người hoặc thế lực nào có thể lấy ra linh dược để luyện đan như gia tộc lớn, vì vậy những người này thèm thuồng cũng là chuyện bình thường. Có thể tưởng tượng được, sau khi hoàn thành giao dịch nhóm đan bồi nguyên đầu tiên với các thế lực gia tộc lớn, việc này chắc chắn sẽ truyền khắp giới võ cổ. Vân Môn có thể luyện chế đan bồi nguyên càng kiếm được tinh thạch tiên thiên xa xỉ làm thù lao. Đi lối tắt, ở bất cứ thời đại nào đều không thiếu người bí quá hóa liều. Người chậm rãi uống đi, còn đi xem là yêu ma quỷ quái nào. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên chào hỏi mọi người rồi đi. Trong lòng anh nghẹn một ngọn lửa, cần thiết phát tiết ra. Dám đến thôn chính là uy hiếp người nhà, đây là chuyện Dương Bách Xuyên tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cho dù là nguyên nhân nào, không quang minh chính đại mà lén lút nhìn trộm, lòng mang ý xấu đều đáng chết. Sau khi đi ra khỏi thôn, Dương Bách Xuyên đi thẳng đến ngọn núi nhỏ. Hiện tại phạm vi linh thức của anh là 900 mét, vì không rút dây động thừng, đi đến giữa sườn núi Dương Bách Xuyên mới phóng xuất linh thức ra. Trong nháy mắt phát hiện ở đỉnh núi cách chỗ anh đứng 500 mét, quả nhiên có một người ở đó. Là một lão già hơn 60 tuổi, bộ dáng mỏ chuột tai khỉ, mắt tam giác, ánh mắt đảo quanh trong hốc mắt, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống thôn dưới chân núi. Từ linh thức Dương Bách Xuyên cảm giác được lão già này là tiên thiên tầng 2. Cũng không biết ông ta có phải là người của tông môn cổ xưa hay không, hoặc nói cách khác ông ta là tán tu. Trong lúc đang phát tán linh thức, người này đột nhiên quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng không nhìn thấy ai cả. Kỳ lạ! Không lẽ mình cảm giác sai rồi? Ông ta tự lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, linh thức của anh có phạm vi 900 mét, trình độ cao hơn linh thức tiên thiên tầng 2, người này sẽ không cảm nhận được. Dương Bách Xuyên đi thẳng đến đó, nhưng không nghĩ đến linh thức lại phát hiện có người xuất hiện. Hơn nữa số lượng còn không ít, tầm 5 người, đến từ các hướng khác nhau của đỉnh núi. Chỗ dưới chân núi cũng coi như cách thôn gần nhất. Có thể thu hết toàn bộ thôn xóm vào đáy mắt. Hai nhóm người, hai người một tổ. Hơn nữa trên đỉnh núi có một người, tổng cộng có 6 người. 6 người nhìn qua đều là người da vàng, có nghĩa là không có dị năng giả phương Tây. Lúc trước tử tiên lão đầu có nói có một dị năng giả từng đến đây, tức là người đến không chỉ 6 người này, có lẽ còn có những người khác. Dương Bách Xuyên cảm giác được trong đó có 2 tên tiên thiên tầng 3. Lão già trên đỉnh núi là tiên thiên tầng 2, một người khác không phải võ cổ giả mà là thiên tỉnh giả, từ hơi thở phán đoán có lẽ là tiên thiên tầng 1. Nhìn những người này xuất hiện, Dương Bách Xuyên không nóng nảy, nhảy lên một cành cây to, chờ bọn họ tụ tập. Thu liễn hơi thở, Dương Bách Xuyên tin tưởng, trừ khi có cao thủ ngang với tử tiên lão đầu, nếu không sẽ không phát hiện được anh, tinh thần lực cường đại chính là lá chắn tốt nhất. Không lâu sau, Dương Bách Xuyên phát hiện, những người này không hẹn mà cùng tụ lại trên đỉnh núi. Nhưng không chạm mặt, có núi đá che lấp, hình như 6 người này không quen biết lẫn nhau, xem ra không phải cùng một nhóm. Chỉ nghe thấy hắn ta nói, hai vị sư huynh. Có phát hiện được gì không? Một trong hai tên tiên thiên tầng 2 mở miệng hỏi hắn ta. Không có dị động, mấy ngày này tên cao thủ trong thôn Dương gia kia canh giữ rất gắt gao, căn bản không đến gần được. Người sau trả lời. Tra được tên đó là ai chưa? Cảnh giới nào? Không tra được, nhưng tôi đánh giá rất có thể là cao thủ tiên thiên tầng 3, thậm chí tầng 4. Ngày đó vừa đến gần thôn Dương gia, chưa kịp vào thôn đã bị người nọ phát hiện, chỉ giao phong khí thế thôi cũng khiến tốt suýt nữa nằm sấp xuống. Thật sự đáng sợ, e rằng là tiên thiên tầng 4. Dương Bách Xuyên dùng linh thức bao phủ nghe được cuộc nói chuyện của ba người. Trong lòng hừ lạnh, dám coi tử tiên lão đầu thành võ cổ giả tiên thiên tầng 4, điều này không khác gì tìm chết. Lúc này, 8 người trên đỉnh núi chia ra 3 nơi. Nhóm đầu tiên gồm lão già lúc đầu và 2 tên tiên thiên tầng 2, 3 tên võ cổ giả tiên thiên tầng 1. Nhóm thứ 2 là 2 tên võ cổ giả tiên thiên tầng 4. Nhóm cuối cùng chính là tên thiên tỉnh giả kia, hắn ta che giấu hơi thở rất tốt. Nếu không phải Dương Bách Xuyên có tinh thần lực cường đại thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau,
chủ đề chỉ xoay quanh Tửu Tiên lão đầu, thật sự muốn đi vào trong thôn đánh cắp đan bồi nguyên của Vân Môn. Giống với những gì anh đoán, những người này đỏ mắt thèm đan bồi nguyên của Vân Môn, đến tống tiền. Còn thân phận của bọn họ, ngoài tên thiên tỉnh giả kia, ba tên tiên thiên tầng 2 và hai tên tiên thiên tầng 3 kia lần lượt là người của Thần Tông và người của Âm Nguyệt Môn. Xuất hiện ở chỗ này vì muốn gây rắc rối cho anh và báo thù cho Đinh Dương và Lão Tổ Địa Tâm. Dương Bách Xuyên cẩn thận nghe xong nửa ngày, sau khi xác định thân phận của bọn họ, trong lòng nở nụ cười lạnh lùng. Hạ Lộ mất tích đang lo không tìm được người tra hỏi thì có người của Thần Tông và M. Nguyệt Môn tìm đến cửa. Nghe bọn họ nói chuyện, trọng điểm vẫn ở đan dược Vân Môn, cùng vì ở trong đại hội võ cổ anh quá nổi bật, hoặc nói cách khác bị ép nói ra đan bồi nguyên. Hơn nữa trong thời gian này, đạo trưởng Phương còn hoàn thành giao dịch với các gia tộc lớn trên toàn thế giới, quá nổi bật gây nên bệnh đau mắt cho nhiều người. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, Vân Môn dễ bắt nạt vậy sao? Trong lòng cũng may mắn nhặt được Tửu Tiên lão đầu trong núi lớn, nếu không trong khoảng thời gian anh bế qua, e rằng Vân Môn đã bị người tiêu diệt từ lâu. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên đã thấy sợ, trong lòng tràn ngập lửa giận. Hôm nay anh phải làm một tên đồ tể. Không lập uy, giới võ cổ thật sự cho rằng Vân Môn dễ bắt nạt. Trong lòng vừa nghĩ vậy, trực tiếp thi triển thuật ngự phong, bay lên, dừng ở chính giữa tám người, mở miệng nói, một đám vai hề còn dám nhớ thương đan bồi nguyên của Vân Môn, ngại mạng quá dài hả? Ai? Ai đang nói? Dương Bách Xuyên vừa mở miệng, ngoại trừ tên thiên tỉnh giả trốn sau khối đá to không lên tiếng. Hai tên tiên thiên tầng 3, ba tên tiên thiên tầng 2 đều bị chấn động. Vừa ngẩng đầu thì thấy được Dương Bách Xuyên đứng trên một tảng đá khổng lồ. Dương Bách Xuyên, môn chủ Vân Môn, âm thanh của Dương Bách Xuyên giống như sông băng, lạnh lẽo phun ra mấy chữ. Lúc này hai người của Thần Tông và ba người của Âm Nguyệt đều biết được người này là ai. Hừ, mày chính là Dương Bách Xuyên, đang lo tìm tên nhóc nhà mày, mày lại tự đưa đến cửa. Nhóc con, tao hỏi mày, Đinh Dương Thần Tông do mày giết. Một tên béo ục ịch của Thần Tông bước ra lạnh giọng chất vấn Dương Bách Xuyên. Trong điều tra của bọn họ, Đinh Dương bị Dương Bách Xuyên giết chết, bởi vì đây là tin tức do Thanh Thành truyền ra. Là tao giết thì sao? Dương Bách Xuyên rất sảng khoái thừa nhận. Tốt lắm, nhóc con, như vậy tin tức truyền ra từ Thanh Thành là thật, địa tâm của Âm Nguyệt Môn cũng chết trong tay mày. Một lão già của Âm Nguyệt Môn trầm giọng lên tiếng. Lúc này hai bên đã đến gần Dương Bách Xuyên, bao vây trước sau Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn hai bên, lạnh giọng nói, các người hỏi xong, bây giờ đến lượt tôi hỏi, Thần Tông và M. Nguyệt Môn các ngươi có từng đối phó với đàm chủ của Thần Long Đàm hay không? Vừa nói xong, Dương Bách Xuyên quan sát sắc mặt hai bên, nhưng không ai ra tiếng. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên căng thẳng. Có dự cảm không tốt. Lúc này một lão già của Thần Tông có sắc mặt như than đen trầm giọng nói, nhóc con, kêu tên cao thủ của Vân Môn bọn mày ra, việc gì phải trốn trốn tránh tránh. Dương Bách Xuyên hiểu rõ, bọn họ kiêng kỵ Tửu Tiên lão đầu ở trong thôn. Trầm giọng nói, đối phó với các người chưa cần đại trưởng lão của Vân Môn chúng ta ra tay. Hai bên nghe thấy Dương Bách Xuyên nói như vậy, biểu tình trên mặt thả lỏng. Bọn họ thật sự kiêng kỵ tên cao thủ trong thôn kia. Bây giờ nghe được tên cao thủ kia không ra, ở trong mắt bọn họ Dương Bách Xuyên không đáng nhắc đến. Dựa vào tin tức tra được, tu vi của Dương Bách Xuyên căng chết cũng chỉ tiên thiên tầng 1. Một người của Âm Nguyệt Môn mở miệng nói, Dương Bách Xuyên, nói cho mày biết, hôm nay bọn tao đến để báo thù cho địa tâm sư đệ. Biết điều thì giao phương pháp luyện đan trên người mày ra đây, có lẽ có thể tha chết cho mày. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên nghe thấy người này nói vậy, bật cười, báo thù là giả, nhớ thương đan bồi nguyên là thật. Các người không dám trêu chọc võ đang, không dám đi võ đang cướp đan bồi nguyên nên đến trêu chọc Vân Môn của tôi, cho rằng Vân Môn dễ bắt nạt. Được, hôm nay ông đây cho các người hối hận vì đã đến. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhảy xuống từ tảng đá, tung ra một chưởng đánh thẳng vào người một tên võ cổ giả tiên thiên tầng 3. Chấn thiên trưởng. Sau khi đạt đến trúc cơ, uy lực của trưởng chấn thiên tăng trưởng hơn trước gấp nhiều lần. Âm đoàng. Võ cổ giả mặt đen của Thần Tông nhìn thấy Dương Bách Xuyên tung ra một trưởng, mang theo khí thế rời non lấp biển,
sắc mặt biến đổi, rút một thanh đao to từ sau lưng, gầm lên một tiếng, đao khí trên thanh đao tăng mạnh, nhấc đao đâm thẳng vào chân khí của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, tinh thần lực khủng bố xuất kích, nếu anh dám ra tay, chắc chắn nắm chắc có thể đè ép những người này. Tên mặt đen của thần tông cảm nhận được tinh thần công kích của Dương Bách Xuyên, sắc mặt biến đổi, phát động tinh thần lực ngăn cản. Sau khi đạt đến tiên thiên, võ cổ giả cũng có tinh thần lực cường đại. Sau khi tinh thần lực của ông ta va chạm với tinh thần lực của Dương Bách Xuyên, lão già mặt đen kêu thảm thiết, a. Đứng trước tinh thần lực khủng bố của Dương Bách Xuyên, tinh thần lực của ông ta giống như trẻ con 3 tuổi, còn Dương Bách Xuyên là một người đàn ông khổng lồ, bẻ gãy chui vào trong ý thức của ông ta, nghiền nát tất cả. Lão già mặt đen chấn động, thanh đao trong tay tan vỡ. Lúc này Dương Bách Xuyên hội tụ chân khí vào trong lòng bàn tay, hung hăng vỗ mạnh vào đỉnh đầu của ông ta. Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của lão già đó. Bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đập thành thịt nát. Một chiêu hạ gục tiên thiên tầng 3 trong nháy mắt. Lúc này, những người khác đều trừng to mắt. Tại sao lại có thể? Những tên tiên thiên còn lại của thần tông hoảng sợ. Một sư đệ của hắn ta bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh thành thịt nát ngay trước mắt. Sắc mặt của ba tên âm nguyệt môn cũng biến đổi. Thằng nhóc này là siêu cao thủ, rút nhanh. Một tên âm nguyệt môn run giọng hét lớn. Lập tức thả người chạy trốn. Người của hai bên đều bị một chiêu hạ gục tiên thiên tầng 3 thần tông của Dương Bách Xuyên dọa hồn phi phách tán. Đó chính là võ cổ giả tiên thiên tầng 3. Không phải là tiên thiên tầng 1, ở trong tiên thiên cũng coi như đã bước vào cửa vào, cho dù là tiên thiên tầng 5 cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng giết chết tiên thiên tầng 3 trong nháy mắt. Tên Dương Bách Xuyên này là tiên thiên tầng 5, hay tầng 6. Thì ra thằng nhóc này mới là cao thủ che giấu. Tình báo của mọi người có sai sót. Một chiêu đánh bại tiên thiên tầng 3, đây không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Nếu bây giờ không chạy chính là kẻ ngốc. Mỗi ba tầng của cảnh giới tiên thiên chính là một cánh cổng lớn. Bây giờ Dương Bách Xuyên có thể dùng một chiêu hạ gục tiên thiên tầng 3, chắc chắn tu vi của tên này ít nhất cũng tiên thiên tầng 5. Ba tên ám nguyệt môn phản ứng nhanh. Lập tức tản ra các hướng chạy thoát. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, muốn chạy, chậm. Anh có thuật ngự phong, sẽ phi hành, có lực lượng linh thức cường đại có thể ảnh hưởng trong phạm vi 900 mét, những người này tưởng chia ra các hướng là có thể chạy thoát. Không để ý đến ba người của ám nguyệt môn, anh đặt lực chú ý lên trên tiên thiên tầng 3 còn lại của thần tông. Động suy nghĩ, dựng thuật ngự phong, bay lên giữa không trung. Tung ra một chưởng đánh thẳng vào người tên tiên thiên tầng 3 của thần tông. Chết đi. Đùng. Anh khống chế lực độ của một chưởng này, muốn để lại người sống, muốn hỏi tung tích của hạ lộ từ những tên này. Tên võ cổ giả tiên thiên tầng 3 này của thần tông cảm nhận được sức mạnh khủng bố kinh người từ sau lưng, dồn toàn bộ chân nguyên vào hai tay để chống lại. Ông ta biết bị Dương Bách Xuyên tỏa định sẽ không chạy xa được, sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa ông ta cũng không tin tưởng mình có thể chạy trốn được từ trong tay của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa nếu ông ta mải chạy không để ý đến đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, ông ta sẽ chết trong vòng một nốt nhạc. Hấp tấp đối phó, vừa quay đầu lại cả người dùng mình. Ông ta thấy được thân thể của Dương Bách Xuyên lơ lửng giữa không trung. Không phải ai cũng có thể tự do phi hành ở trong không trung. Ông ta biết ở trong tiên thiên. Võ cổ giả có thể phi hành đều đạt đến tiên thiên kỳ, nói cách khác Dương Bách Xuyên chính là tiên thiên tầng 6. Đến nước này còn đánh đấm gì nữa? Tầng 6 hạ gục tầng 3 trong một chiêu, trung kỳ hạ gục sơ kỳ, điều này không khó khăn. Lá gan của ông ta bị dọa sắp nứt ra. Đối mặt với đòn tấn công của Dương Bách Xuyên, ông ta chỉ có thể căng ra đầu đón nhận. Gần như bẻ gãy nghiền nát. Người này không chịu nổi bay ngược ra ngoài mười mấy mét, thân thể va chạm mạnh vào một thân cây to cao, đại thụ cũng bị đổ gãy. Lão già béo ục ịch của thần tông này kêu một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu lên nền tuyết, vẽ ra mấy đóa hoa mai đỏ, sau đó hôn mê ngất đi. Lại là một chiêu. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn giữ lại mạng sống cho người này, một chưởng này chỉ đánh ông ta bị thương nặng. Từ linh thức có thể thấy được xương cốt cả người ông ta bị đứt gãy nhiều chỗ, trở thành một phế nhân.
trước sau chưa đến 10 phút đã thu thập xong tiên thiên tầng 3 thứ hai. Dương Bách Xuyên lơ lửng giữa không trung, không để ý đến tên thần tông đã hôn mê này, đuổi theo hướng ba tên tiên thiên của M Nguyệt Môn vừa chạy trốn. Ba người này đều là tiên thiên tầng 2, đối phó với đám này không cần tốn nhiều sức, hơn nữa anh còn có thuật ngự phong, ba người bọn họ có thể chạy nhanh hơn tốc độ phi hành của anh. Trong 2 phút đuổi kịp tên đầu tiên, không chút khách khí trực tiếp tung ra một chưởng, đánh mạnh vào người tên này. Chân khí khổng lồ giáng từ trên trời xuống, người này còn không kịp kêu la thảm thiết đã hóa thành một đống thịt nát. Tiếp theo đuổi theo tên thứ hai, vẫn là một chưởng như nã pháo, đập chết tên M Nguyệt Môn tiên thiên tầng 2. Người cuối cùng đã chạy ra xa hơn 200 mét. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi linh thức của Dương Bách Xuyên, trong lòng thúc giục chân khí, chưa đến 4 phút đã đuổi kịp tên tiên thiên cuối cùng của M Nguyệt Môn, nở nụ cười lạnh lùng bay đến trước mặt người này. À, tên M Nguyệt Môn cuối cùng này chính là lão già đứng trên đỉnh núi ban đầu, ông ta thấy được Dương Bách Xuyên lơ lửng trong không trung, sắc mặt tái nhợt. Lẩm bẩm, mày là tiên thiên tầng 6. Hừ, chết đi, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, đánh thẳng xuống. Anh không có hứng thú kéo dài với người này. À đừng giết tôi, người này kêu la thảm thiết, bị dọa choáng váng, nhưng đón tấn công vẫn giáng xuống, trong tay ông ta cầm một thanh đao dài, dùng hết tất cả chân nguyên ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là bọ ngựa hấp hối, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Người này tiếp tục la hét nhưng lại phát hiện mình chưa chết, chỉ là xương cốt bị chặt đứt vài cái. Mình, chưa chết, ông ta tự hỏi. Dương Bách Xuyên muốn giữ lại người sống để hỏi chuyện của Hạ Lộ. Tạm thời anh sẽ không giết ông ta. Bay người qua đó, trực tiếp nhấc người này lên, bay lại chỗ tên tiên thiên tầng 3 thần tông đang ngất kia, ném cùng một chỗ. Lúc này Dương Bách Xuyên quay người nhìn về phía tảng đá lớn. Lạnh lùng nói, tự ra hay để tôi đánh ra. Ẩn giấu sau tảng đá lớn chính là tên thiên tỉnh dị năng giả kia, ông ta không chạy, Dương Bách Xuyên cũng không ra tay, giữ tên này lại chính là để lập uy. Hiệu quả không phải lập uy ở chỗ này mà là tuyên truyền bằng miệng, anh muốn giữ lại tên này vì lý do đó. Lời vừa nói xong, đằng sau tảng đá lớn vang lên âm thanh, đừng đừng đừng. Thả tôi ra. Đây là một người đàn ông trung niên. Hơn 40 tuổi, run rẩy đi ra. Ông ta tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên hạ gục cao thủ tiên thiên 3 tầng trong nháy mắt. Mặc dù ông ta là thiên tỉnh dị năng giả, nhưng cũng chỉ tương đương với tiên thiên tầng 1. Ở trước mặt Dương Bách Xuyên không nhấc nối suy nghĩ phản kháng, hiện tại chỉ có thể cố gắng giữ mạng. Ông là người phương nào? Thế lực nào? Dương Bách Xuyên lạnh mặt hỏi ông ta. Tôi tên Hòa Sơn, không thuộc về bất cứ thế lực nào, tôi là tán tu. Dương môn chủ tha mạng, tôi chỉ đến xem náo nhiệt. Hòa Sơn kinh hồn táng đảm. Hừ, xem náo nhiệt, nghe đây, cho ông một cơ hội sống, tự cắt đứt một tay tôi sẽ tha chết cho ông, nếu không tôi tự mình ra tay. Hôm nay muốn lập uy, Dương Bách Xuyên không tính toán giữ lại thiện tâm. Nếu hôm nay thực lực của anh không đủ, hoặc Vân Môn không có tửu tiên lão đầu chấn giữ, những người này sẽ hủy diệt Vân Môn. Hòa Sơn nghe thấy Dương Bách Xuyên nói làm chính mình tự cắt đứt một cánh tay, trên mặt âm u, cân nhắc một lúc, cuối cùng cắn răng, nâng tay trái xuống đao chặt đứt tay phải của chính mình. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Hòa Sơn vang vọng trên đỉnh núi, cánh tay phải của ông ta bị bản thân chặt đứt, máu chảy đầm đìa rơi trên mặt đất. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, nếu để Dương Bách Xuyên ra tay ông ta sẽ mất mạng, không bằng chặt đứt một cánh tay đổi một mạng còn có lời hơn. Coi như ông biết điều. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, không để ý đến Hòa Sơn, nhìn về phía người của Thần Tông và Nguyệt Tông. Đặt ánh mắt lên trên người tên Thần Tông tiên thiên tầng 3 đang hôn mê kia, nếu ông muốn giả chết, bây giờ tôi sẽ đưa ông đi gặp Diêm Vương. Từ linh thức anh đã phát hiện được người này tỉnh lại từ lâu, đang giả vờ bất tỉnh. Dương môn chủ tha mạng, ở trước mặt sự sống và cái chết, tên Thần Tông tiên thiên tầng 3 bật dậy ngay lập tức. Nói cho tôi biết sự mất tích của đàm chủ thần Long Đàm có liên quan đến thần tông, M Nguyệt Tông các người hay không? Nghĩ cho kỹ rồi trả lời, nếu không thể làm tôi vừa lòng, các người tự biết hậu quả. Dương Bách Xuyên rét lạnh nói. Tôi nói. Hai người đồng thanh nói. Tiếp theo hai người lần lượt trả lời, quả nhiên Hạ Lộ mất tích có liên quan đến thần tông và M Nguyệt Môn.
không khác với suy đoán của anh mấy, lúc trước sau khi đi ra từ đạo tràng Vu Hàm, Thanh Thành Thần Tông và M. Nguyệt Môn đã tản ra tin tức Đinh Dương và Lão Tổ Địa Tâm bị Dương Bách Xuyên giết chết. Sau đó hai tông môn lớn này đã phái ra hai tên tiên thiên tầng 3 đến giết Dương Bách Xuyên, sau khi đi vào Hoa Hạ, hai tên tiên thiên tầng 3 đã bị Hạ Lỗ ngăn lại. Sau một trận đại chiến, kết cục là ba người đều bị thương, hai tên tiên thiên tầng 3 của Thần Tông và M. Nguyệt Môn rời khỏi Hoa Hạ. Lúc đó Hạ Lỗ bị thương nặng nhưng chưa chết. Dựa theo lời nói của Thần Tông và M. Nguyệt Môn, Hạ Lộ không sống được. Dương Bách Xuyên chấn động, sau trận chiến đó Hạ Lộ không trở lại Thần Long Đàm, khả năng cao giữ nhiều lành ít. Nếu vậy lúc cô ấy bị trọng thương sắp chết sẽ đi nơi nào? Không ai biết, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ đến hai nơi, đầu tiên là chỗ lão đạo đã cứu cô ấy, thứ hai là quê của Hạ Lộ. Hạ Lộ từng nói với anh, trong Trường Giang có cá rồng. Nếu cô trọng thương không trở về Thần Long Đàm, vậy cũng chỉ có thể đi đến hai chỗ này. Sau khi nghe xong đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên rất đau, tức giận giơ tay đánh mạnh về phía hai người kia. A! À, mày! Hai tên Thần Tông và Âm Nguyệt Môn không nghĩ đến Dương Bách Xuyên sẽ ra tay, nói chuyện không giữ lời. Nhưng âm thanh chưa kịp phát ra đã chết tại chỗ. Bên kia, tên thiên tỉnh dị năng giả cắt đứt một tay bị dọa run người. Sợ Dương Bách Xuyên cũng giết ông ta. Dương Bách Xuyên cực kỳ hận Thần Tông và M. Nguyệt Môn, trực tiếp giết chết hai người này, coi như trả thù cho Hạ Lộ, dù sao giết người của hai tông này cũng không đủ anh nguôi giận. Dương Bách Xuyên hét to, âm thanh vang lên như sấm, dùng chân khí nói, từ bây giờ, cho dù là võ cỏ giả hay thiên tỉnh dị năng giả, dám can đảm bước vào phạm vi 10 dặm của thôn Dương gia, giết không tha. Âm thanh truyền khắp mấy dặm núi lớn, quay đầu lại nói với tên thiên tỉnh dị năng giả kia cút. Tiếng gầm giận dữ của Dương Bách Xuyên mang theo cả chân khí, đứng ở đỉnh núi hét ra, truyền đi thật xa, mục đích là để dọa sợ đám người đang nhìn trộm Vân Môn. Hôm nay chém liên tiếp hai tên võ cổ giả bẩm sinh tầng 3 của Thần Tông, ba tên bẩm sinh tầng 2 của M. Nguyệt Môn, chỉ để lại người sống duy nhất là thiên tỉnh dị năng giả. Tin tưởng sau hôm nay chuyện này sẽ truyền khắp giới võ cổ. Tiếng thét giống giận vang ra xa sẽ làm đám võ cổ giả đang ẩn nấp ở bốn phía biết Vân Môn không dễ chọc. Advertisement. Không hề nghi ngờ, sau hôm nay anh và Thần Tông, M. Nguyệt Môn sẽ trở thành tử địch. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên không sợ, sau khi thành công lên đến trúc cơ, thủ đoạn của người tu chân sẽ được phát huy dần dần, rất nhiều truyền thừa trong đầu sẽ mở ra một cánh cửa lớn cho anh, đây chính là sự tự tin của anh và Vân Môn. Hơn nữa có vị cao thủ tửu tiên lão đầu chấn giữ, tin tưởng bên quê quán sẽ không ai dám đến uy hiếp sau trận lập uy hôm nay. Advertisement. Hít một hơi thật sâu, Dương Bách Xuyên dùng chân hỏa đốt cháy 5 cái thi thể, lấy được 15 viên linh thạch hạ phẩm từ trên người những người này, xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Chân hỏa không đốt cháy được linh thạch, Dương Bách Xuyên không chút khách khí thu hết vào không gian hồ Càn Khôn. Nhiều thêm một viên linh thạch để bố trí trận pháp sẽ tăng thêm một tầng an toàn. Sau đó anh trở về trong thôn. Vừa đi vào, tử tiên lão đầu nheo mắt lại nói, nhóc Xuyên, rõ ràng cậu chỉ là cảnh giới bẩm sinh tầng 1, nhưng lại có thể phát huy ra thực lực của bẩm sinh tầng 6, thật sự khiến lão phu kinh ngạc. Nhưng vừa rồi cậu giết người làm rất tốt, lão phu phát hiện sau tiếng thét đó, đám người còn sót lại đã chạy trốn, cuối cùng nơi này cũng yên tĩnh lại. Đại trưởng lão, người cũng nghe được những gì con nói ở đỉnh núi rồi, sau này nếu có võ cổ giả nay dị năng giả nào không đi bằng cửa chính, dám lén lút bước vào Vân Môn trong phạm vi 10 dặm, người đừng khách khí, giết chết tất cả, được không? Bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ toàn là sự kính sợ với tử tiên lão đầu. Lão đầu này càng ngày càng khiến anh cảm giác sâu không lường được. Ha ha, chỉ cần cậu nói ra nơi sản xuất rượu khỉ cho lão phu. Làm lão phu có rượu uống mỗi ngày, canh cổng cho cậu cũng không phải không thể. Tửu tiên lão đầu uống một ngụm rượu, cười hì hì nói. Được, con phải đi đến Cố Đô một chuyến, sau khi trở về sẽ mang người đi uống rượu. Có những lời này của tửu tiên lão đầu, Dương Bách Xuyên yên tâm rồi. Có ông ta chấn giữ, Dương Bách Xuyên rất yên tâm. Hôm nay định đi, nhưng xung quanh thôn xuất hiện nhiều võ cổ giả nhìn trộm, Dương Bách Xuyên không yên tâm. Quyết định bố trí xong trận pháp rồi đi Cố Đô. Làm tất cả người của Vân Môn dọn đến thôn cũ,
có trận pháp bảo vệ sẽ nhiều một tầng an toàn. Còn những thôn dân bình thường của thôn mới, không võ cổ giả nào dám trắng trợn táo bạo ra tay với người bình thường. Nếu dám làm vậy, sau khi điều tra sẽ bị toàn bộ giới võ cổ đuổi giết. Vì vậy Dương Bách Xuyên quyết định bày trận pháp trước rồi đi. Số linh thạch đạo trưởng Phương thu hoạch được từ việc bán đan bồi nguyên cho các tông môn lớn đều đưa cho bà nội giữ, Dương Bách Xuyên phải đi tìm bà nội lấy linh thạch. Sau khi lấy linh thạch từ chỗ bà nội, Dương Bách Xuyên bắt đầu bố trí trận pháp Chu Thiên, sư phụ Vân Thiên Tà đã truyền thụ xong trận pháp cho anh từ lâu. Sau khi ôn tập lại, Dương Bách Xuyên cảm thấy chính mình có thể bày trận được. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sư phụ Vân Thiên Tà sẽ hỗ trợ, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì giúp anh đột phá trúc cơ, sư phụ đã hao phí thần hồn chìm vào ngủ say, còn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Muốn bố trí trận pháp Chu Thiên cần phải dùng linh khí núi sông. Bên thôn cũ này được xây dựng theo thế dựa núi sống, Dương Bách Xuyên quyết định đặt mắt trận trên núi Tần Lĩnh, như vậy có thể bao phủ toàn bộ thôn trong phạm vi lớn. Hơn nữa 72 viên linh thạch trong tay hoàn toàn đủ để bố trí trận pháp cấp 5. Phòng ngự càng lớn thì lượng linh khí cần được hấp thụ vào cũng sẽ càng nhiều. Nếu trận pháp này thành công, có thể không ngừng hấp thụ linh khí trời đất vào thôn, hơn nữa uy lực của trận pháp có thể chống đỡ được đòn tấn công của cao thủ Kim Đan Kỳ, có sát trận và ảo trận chồng lên. Sau khi đọc xong cách bày trận, Dương Bách Xuyên bắt đầu đi vòng xung quanh thôn cũ, dựa theo vị trí cửu cung bát quái thất tinh. Mỗi một chỗ đặt một viên linh thạch. Những người khác của Vân Môn đứng quan sát từ xa, ở trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên chạy khắp thôn, vừa chạy lên trên núi, một lúc sau đã chạy xuống sông nhỏ trong thôn. Từ trưa đến giờ chưa từng dừng lại một lần. Đến tận lúc hoàng hôn Dương Bách Xuyên mới chỗ xong 72 viên linh thạch vào vị trí của nó, sau đó về đến mắt trận, bắt đầu vận dụng thao tác mở trận. Ở trong mắt trận là một cái trận ba góc. Dương Bách Xuyên chôn xuống 9 viên linh thạch ở chỗ này, trong tay làm pháp quyết, ngón tay nhỏ từng giọt kinh nguyệt xuống mắt trận. Ngón tay làm 360 kiểu pháp quyết gần như muốn mạng già của Dương Bách Xuyên, trong miệng luôn ngậm đan tụ khí chuẩn bị bổ sung chân khí bị thiếu hụt. Một tay nâng trận một tay đánh ra pháp quyết, chân khí trong cơ thể không ngừng biến mất. Mồ hôi trên trán Dương Bách Xuyên chảy như mưa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Khác với bố trí trận pháp ở biệt thự, trận pháp Chu Thiên bây giờ đã đạt đến cấp bậc hộ sơn, không thể tạm chấp nhận, lượng chân khí và tinh thần lực bị tiêu hao vô cùng khổng lồ. Lúc làm đến pháp quyết thứ 108, chân khí trong cơ thể đã bị hao hết, vội vàng nuốt xuống đan tụ khí trong miệng, Dương Bách Xuyên thầm kêu khổ, lúc này còn chưa hết một nửa. Động tác tay càng ngày càng chậm, mồ hôi của Dương Bách Xuyên chảy như mưa. Lúc này sắc trời đã đen nhánh. Nhưng tay của anh vẫn chưa dừng. Nuốt vào viên đan tụ khí thứ hai, pháp quyết mới đến 180. Nuốt vào viên thứ ba đạt đến 300. Còn 60 cái nữa mới hoàn thành, Dương Bách Xuyên nuốt xuống viên đan tụ khí thứ 4 để bổ sung chân khí. Lúc này thời gian đã hơn 10 giờ tối, phía chân trời đã hiện đầy sao, cực kỳ lộng lẫy. Theo thời gian, cuối cùng pháp quyết cũng đến những động tác cuối cùng, còn 9 cái nữa sẽ hoàn thành. Lúc này thân thể của Dương Bách Xuyên đã run rẩy, mặc dù chân khí được bổ sung, nhưng tinh thần bị hao tổn không đền bù được. Mí mắt của anh bắt đầu dày nặng, chỉ muốn nằm xuống ngủ, quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Tất cả người của Vân Môn đứng dưới chân núi cách anh không xa, một đám không ai dám nói câu gì. Đến cuối cùng ngay cả bà nội và tử tiên lão đầu cũng lên núi, đi lên đỉnh núi xem Dương Bách Xuyên bày trận. Ai cũng biết Dương Bách Xuyên bày trận để bảo vệ mọi người. Dương San San đỡ bà nội, hai mắt đỏ bừng nhìn thân thể không ngừng run rẩy của anh trai đang cố gắng thi pháp, cô bé cắn răng âm thầm nói, mình thề sau này sẽ không trở thành trói buộc của anh trai. Bà nội nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt đã có nước mắt, lúc này bà biết cháu trai của mình đang đi lên con đường gì, vừa tự hào, nhưng trong lòng cũng càng nhiều lo lắng. Tử tiên lão đầu cầm bình rượu trong tay. Vừa uống rượu vừa nhìn Dương Bách Xuyên đang không ngừng đánh pháp quyết, đôi mắt nhìn như vẩn đục lúc này lại bùng nổ ánh sáng. Triệu Nam cắn chặt răng nắm tay Ninh Kha, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt không ngừng lập lòe. Ba đồ đệ của Dương Bách Xuyên, Độc Cô Hối, Vương Tông Nhân, Võ
Võ Kiếm đứng yên một chỗ nhìn sư phụ bày trận, trong mắt mỗi người đều có một ngôi sao nhỏ. Tất cả mọi người không nói gì, sợ quấy rầy Dương Bách Xuyên. Mọi người cũng tràn đầy lo lắng, nhìn thân thể đang run rẩy ướt đẫm mồ hôi của Dương Bách Xuyên, tất cả đều trầm mặc. Bọn họ đều biết Dương Bách Xuyên làm vậy vì lo cho an nguy của mình. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm tinh huyết lên mắt trận, anh gần như ngã quỵ đầu xuống đất, làm cho mọi người lo lắng, nhưng cũng may anh chưa ngã xuống. Phụt! Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hoàn thành pháp quyết cuối cùng, trong miệng quát to, núi sông nối liền, chu thiên vận chuyển, cửu thiên sao trời, dẫn. Mọi người nhìn Dương Bách Xuyên cố gắng nói hết câu, trong bóng đêm từ trên trời có ánh sáng chiếu rọi xuống. Trong nháy mắt gió to nổi lên, sau đó biến mất, mỗi người đều cảm nhận được linh khí trời đất hội tụ đến từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy thôn dưới chân núi biến mất không thấy, trong tầm mắt xuất hiện sương mù mờ ảo. Lúc này Dương Bách Xuyên nở nụ cười, anh biết trận pháp thành công, linh khí hội tụ, sương mù sinh ra tức là trận pháp hình thành. Thả lỏng thần kinh căng chặt, nhếch miệng cười ngã quỵ xuống, trước mắt tối sầm hoàn toàn hôn mê. Cháu à! Anh trai! Nhóc Xuyên! Sư phụ! Bách Xuyên! Mọi người kinh hãi chạy đến bên cạnh Dương Bách Xuyên. Tử tiên lão đầu đi đến nói, không sao, tiêu hao quá mức hôn mê thôi, ngủ một giấc có thể tỉnh lại, bây giờ cõng nó về thôn ngủ là được. Mọi người nghe tử tiên lão đầu nói như vậy đều thở ra một hơi, sau đó độc cô hối cõng Dương Bách Xuyên chuẩn bị xuống núi đi về. Nhưng mọi người không nghĩ đến đi hơn nửa giờ vẫn không xuống được. Dựa theo ngày trước, ngọn núi này cũng không phải quá cao, đi 10 phút là xuống. Nhưng bây giờ trong bóng đêm có sương mù mênh mang, đi hơn nửa tiếng vẫn về lại chỗ cũ. Mọi người trợn tròn mắt, một đám nhìn về phía tử tiên lão đầu, bởi vì ông ta có tu vi cao nhất. Lão Phu cũng không rõ, có lẽ là trận pháp ảo trận mê hoặc, Lão Phu không quá hiểu biết về trận pháp, ngồi xuống chờ đi, cũng chỉ có thể đợi Nhóc Xuyên tỉnh lại rồi tính. Trong giọng nói của tử tiên lão đầu cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại đã sang ngày hôm sau, sắc trời đã sáng. Anh vừa mở mắt mọi người đã mồm năm miệng mười nói chuyện, đều quan tâm đến sức khỏe của anh, điều này làm cho Dương Bách Xuyên tràn đầy cảm động. Đêm qua bày chân xong anh quá mệt, lúc này đã không có chuyện gì. Tử tiên lão đầu không kiên nhẫn nói, Nhóc Xuyên, nếu không sao thì nhanh chóng xóa đám sương mù kia đi. Chúng ta bị thứ này của cậu vây trên núi một đêm, rượu của lão phu cũng hết rồi, nhanh lên còn về uống rượu. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, lúc này mới lấy lại phản ứng, sau khi anh bố trí xong trận pháp, đồng nghĩa sát trận và ảo trận đều được khởi động. Đứng ở trên đỉnh núi không nhìn thấy thôn, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy toàn sương mù. Anh biết đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, ảo trận chân chính không phải là sương mù. Đêm qua mọi người ở gần mắt trận nên dù không thể đi ra ngoài cũng không có chuyện. Nếu đi ra ngoài thì sẽ thành sát trận cộng thêm ảo trận, hơn nữa trong trận còn có tâm pháp ảnh hưởng đến tâm trí. Đến lúc đó nhìn đến nhau sẽ coi đối phương thành kẻ thù, chém giết lẫn nhau. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên cũng nghĩ mà sợ. Vội vàng truyền pháp quyết tự do ra vào trận pháp cho mọi người, có pháp quyết mọi người sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng, có thể tự do ra vào trận pháp. Tất nhiên cũng nghiêm hạ mệnh lệnh, không được nói pháp quyết ra vào trận cho người khác, nếu không nghiêm trị. Chỉ có bà nội không có tu tu, không cần học tập pháp quyết như những người khác, chủ cần nhớ kỹ bí pháp vận dụng tay. Dương Bách Xuyên cũng không có cách nào giúp bà nội tu chân, tuổi quá lớn, kinh mạch quá lão hóa, không có hy vọng tu chân, đây chính là ăn năn lớn nhất trong lòng Dương Bách Xuyên. Chỉ có thể dùng đan dược điều tiết thân thể của bà nội đến trạng thái tốt nhất. Làm bà nội có thể trường thọ, nhưng cũng biết tử vong là định sẵn. Đây là chuyện anh không thể thay đổi, sinh lão bệnh tử là định luật của thiên đạo, ở trong thế giới tu chân, sau khi hao hết tuổi thọ sẽ đi vào luân hồi, đây cũng là chuyện người tu chân không thể thay đổi. Tất nhiên không phải bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi, trừ khi sau này tu vi của anh trở lên cao siêu, ví dụ như thành tiên, tất nhiên đây là chuyện mơ mộng hão huyền, chuyện của bà nội chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Phất tay xóa bỏ trận pháp, toàn bộ thôn cũ cũng hiện ra trước mắt. Đoàn người đi xuống núi. Sau khi đến nhà cũ dưới chân núi, Dương Bách Xuyên làm mọi người chuyển nhà,
chỉ cần là người của Vân Môn đều dọn vào tổ trạch. Mọi người không có ý kiến gì về chuyện này, một đám bận rộn chuẩn bị chuyển nhà. Mắt thấy trận pháp của Vân Môn hoàn thành, hôm nay rời đi cũng coi như là ngày quan trọng, bà nội chủ trương tế điện tổ tông, cuối cùng tổ trạch cũng về đến tay nhà họ Dương, đây là chuyện đáng mừng. Nghe bà nội nói chuyện tế bái tổ tông, trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên nghĩ đến hình như Vân Môn cũng thiếu một sư tổ. Có một sư tổ mọi người sẽ có thể lực ngưng tụ, điều này rất quan trọng. Dương Bách Xuyên biết sư tổ chỉ có thể lấy sư phụ Vân Thiên Tà ra, còn việc lấy ra như thế nào, trong lòng đã có chủ ý. Trong lúc mọi người chuyển nhà, Dương Bách Xuyên rời khỏi thôn, bay về phía hồ tiên nữ cách đầu thôn một dặm. Anh nhớ rõ trong hồ tiên nữ có một cục đá màu xanh, chất lượng không tồi, chuẩn bị đào một khối điêu khắc một bức tượng đá của sư phụ, từ nay về sau Vân Môn có sư tổ. Sau khi đi đến hồ tiên nữ, Dương Bách Xuyên thức cảnh sinh tình, nghĩ đến viên kim phượng, đáng tiếc viên kim phượng đã đón ba mẹ đến Hồng Kông. Sản nghiệp công ty của lão chồng thương nhân người Hồng Kông lúc trước của viên kim phượng chủ yếu ở Hồng Kông. Cũng không biết khi nào cô trở về. Trong lòng nghĩ sau khi vôi xong việc sẽ gọi điện thoại hỏi viên kim phượng một chút. Rốt cuộc cũng là người phụ nữ của anh, hơn nữa hai người đã không gặp nhau nửa năm nay. Tạm thời loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị thử thuật tị thủy lên hồ tiên nữ, pháp thuật này là một pháp thuật phụ trợ, sau khi xuống nước có thể dùng. Trong lòng niệm khẩu quyết bí pháp, sau khi vận chuyển chân khí, Dương Bách Xuyên nhảy xuống hồ. Quả nhiên giống như hiệu quả của thuật tị thủy, bên ngoài thân thể của anh xuất hiện một tầng pháp thuật ngăn cản nước, anh có thể tự do hô hấp khi ở trong nước, có thể đi lại bình thường như trên đất bằng. Không chịu ảnh hưởng bởi áp lực của nước. Ở trong nước dùng tốt thật, vừa đi xuống hồ nước ngầm vừa tự hỏi. Rất nhanh anh đã đến đáy hồ, vẫn giống như cảnh tượng lúc trước, khung xương khổng lồ của giao long vẫn nằm như cũ chưa bị động đến. Thật ra kiếm đồ long đoạt được từ trên khung xương của giao long, chỉ tiếc không biết kiếm đồ long là pháp khí cấp mấy, không gian hồ càn khôn cũng không thu vào được. Rốt cuộc đang ở thế giới thế tục, Dương Bách Xuyên không có khả năng mỗi ngày cõng một thanh cổ kiếm đi khắp nơi. Nếu muốn qua cửa kiểm soát lên được máy bay cũng là cả một vấn đề, còn không có tác dụng mấy, nên anh vẫn luôn cất kiếm đồ long ở trong nhà, trở thành một tác phẩm nghệ thuật, lần này sau khi trở về anh cũng sẽ mang về quê luôn. Đối với kiếm đồ long, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chờ cơ duyên rồi sử dụng. Theo như lời nói của sư phụ Vân Thiên Tà, kiếm đồ long có phẩm cấp gì ngay cả ông ấy cũng không rõ, dù sao hồ càn khôn cũng không hấp thu được, chắc chắn rất cường đại. Hồ càn khôn thần bí lợi hại đến mức nào, nhìn nước sinh mệnh là có thể thấy được. Cũng không biết nhưng cục đá dưới đáy hồ từng hấp thu linh khí từ thi thể của giao long, hay được dựng dục tiến hóa từ vô số năm. Tỏa ra ánh sáng nhạt dưới đáy hồ. Dương Bách Xuyên đi qua lựa chọn một tảng đá xanh rộng hơn mét, cao 3 mét, dùng lực đào tảng đá ra khỏi lớp đất. Trước khi đi tùy tay bắt mấy con cá rồng vào trong không gian hồ càn khôn, khiêng tảng đá xanh đi lên mặt nước. Ra khỏi mặt nước, Dương Bách Xuyên đặt tảng đá xanh ở bên cạnh hồ, lấy ra đao điêu khắc từ hồ càn khôn, bắt đầu điêu khắc. Trong đầu hiện ra bộ dáng của sư phụ Vân Thiên Tà, điêu khắc không hề khó. Tính tâm điêu khắc, đao điêu khắc trong tay Dương Bách Xuyên bay múa thành tàn ảnh. Một tiếng sau, một bức tượng Vân Thiên Tà sinh động như thật được hoàn thành. Dương Bách Xuyên đánh giá một lượt, lẩm bẩm, thật ra sư phụ trông cũng rất đẹp trai. Ở trong hiện thực, cục đá màu xanh lá hóa thành một người có mày kiếm mắt sáng, tóc dài tùy ý xõa trên vai, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn về phía chân trời, râu dài tung bay. Trên người mặc một bộ áo dài, tràn ngập hương vị tiên phong đạo cốt. Dương Bách Xuyên vừa lòng cười, mặc dù sư phụ không thể đi ra khỏi hồ càn khôn, cũng không nói cho con sư phụ người là ai. Nhưng từ nay về sau, người chính là sư tổ của Vân Môn, cần phải phù hộ cho đệ tử của Vân Môn. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên có chút mất tự nhiên, nói tại sao những lời này có chút không được tự nhiên nhỉ? Sư phụ còn chưa chết, thôi, coi như đã chết đi. Dù sao người cũng ở trạng thái thần hồn. Sau đó khiêng tượng sư phụ về thôn. Đi ra ngoài hơn một tiếng, sau khi trở về mọi người đã chuyển nhà gần xong, thấy được Dương Bách Xuyên khiêng một pho tượng trở về, một đám tràn đầy khó hiểu. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, bảo tất cả mọi người đi theo anh.
trực tiếp đi đến hậu viện, đặt tượng của sư phụ Vân Thiên Tà ở hậu viện nhà chính, sau đó lớn tiếng nói, đến tận bây giờ không phải mọi người đều muốn biết sư tổ của Vân Môn chúng ta là ai hay sao? Bây giờ nói cho mọi người, bức tượng này chính là sư tổ của Vân Môn chúng ta, tên là Vân Thiên Tà, là một cao thủ cực kỳ ghê gớm. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính thức sửa tên là Điện Thiên Tà, đệ tử Vân Môn phải thăm viếng sư tổ, tôn sư trọng đạo. Nói xong, Dương Bách Xuyên dẫn theo mọi người chính thức thăm viếng sư tổ, coi như hoàn thành lần ngưng tụ đầu tiên của Vân Môn. Từ sau lần này, mỗi một người đều cảm thấy một sự trung thành hiện hữu trong lòng, Dương Bách Xuyên có thể tự mình cảm nhận được điều này. Dương Bách Xuyên không nghĩ đến Tửu Tiên lão đầu cũng đến viếng thăm sư tổ, trong lòng của anh cực kỳ vui mừng, âm thầm nói, xem ra kế hoạch lừa dối tẩy não đã thành công, Tửu Tiên lão đầu đã trở thành đại trưởng lão của Vân Môn. Đây là một khởi đầu rất tốt, chắc chắn sau này Vân Môn sẽ quật khởi trong giới võ cổ. Sau khi thăm viếng sư tổ, Dương Bách Xuyên phân phó đạo trưởng Phương chuẩn bị luyện chế đan tụ khí, đảm bảo mỗi thành viên của Vân Môn đều nhận được một viên đan tụ khí và đan bồi nguyên một tháng, linh dược không đủ nói cho Lưu Tích Kỳ. Sau này công ty Vân Kỳ tồn tại để mở ra một con đường thu thập thiên tài địa bảo cho Vân Môn. Sau đó anh chính thức thu nạp võ kiếm và Trần Bảy Roi vào Vân Môn. Truyền thụ công pháp tu luyện thích hợp cho hai người. Sau khi dặn dò xong công việc, Dương Bách Xuyên đi theo bà nội tế bái tổ tông, sau đó anh phải đi đến Cố Đô. Trước khi đi gọi em gái San San, Triệu Nam và Ninh Kha lại, truyền thụ pháp quyết mở ra trận pháp chu thiên cho ba người. Bảo ba người thường ngày trận pháp phòng ngự và ảo trận sát trận đóng cửa, một khi gặp phải kẻ địch, chỉ cần ba người mở ra trận pháp thì có thể khởi động tác dụng phòng ngự. Một khi mở ra trận pháp, toàn bộ thôn sẽ biến mất, chuyện này quá kinh hãi thế tục, nên ngày thường không có việc gì không cần mở. Có mắt trận tồn tại, trận pháp sẽ không ngừng hút linh khí trời đất vào trong thôn, cung cấp cho mọi người dùng. Điểm này đã được kiểm chứng rõ ràng, linh khí trong thôn cao hơn bên ngoài rất nhiều lần, càng tích lũy, trong thôn sẽ biến thành một mảnh đất bảo bối. Đến chiều, Dương Bách Xuyên trực tiếp đi Cố Đô. Tiếp theo anh muốn đi tìm Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, điều tra nguyên nhân chết của Đường Long và Cổ Tư Lạc, người của Vân Môn không thể chết oan uổng. Anh đến Cố Đô lúc 6 giờ tối, sau khi đỗ xe, khuếch tán linh khí khổng lồ ra ngoài, phạm vi 900 mét quanh biệt thự đều nằm trong sự bao phủ linh thức của anh. Trận pháp tụ linh trong biệt thự vẫn còn nguyên chưa bị phá hỏng, tất cả đều ổn. Sau đó, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực lên. Anh phát hiện thân ảnh của Kiều Phúc nằm dưới mặt đất của ngôi mộ, nhưng lúc này linh thể của Kiều Phúc cực kỳ ảm đạm, hình như đã bị trọng thương, anh ta xuống dưới âm sát linh mạch kia để phục hồi vết thương. Biệt thự cũng không có những người khác, lẽ ra khi Độc Cô Vô Tình và Lục Tuyết Hy đến Cố Đô sẽ vào biệt thự ở, nhưng bây giờ không có ai, nghĩa là một trong hai người đã đi đến công ty Vân Kỳ để bảo vệ Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên đi vào biệt thự, đi thẳng xuống mật thất ngầm. Đi xuống hầm mộ từ lối đi được chồn nhỏ đào ra đợt trước. Chủ nhân. Kiều Phúc đã phát hiện Dương Bách Xuyên đi xuống. Kiều Phúc, thấy cậu không sao tôi yên tâm rồi, sao rồi? Vết thương có nặng hay không? Dương Bách Xuyên hỏi Kiều Phúc. Chủ nhân, tôi vô dụng, xin chủ nhân trách phạt. Nói xong, Kiều Phúc nức nở quỳ xuống. Đứng lên rồi nói tất cả những gì cậu biết cho tôi, Thu Nhi cô ấy. Dương Bách Xuyên không dám hỏi, sợ Ngô Mặc Thu gặp chuyện không may. Chủ nhân, Thu Nhi bị nữ ma đầu bắt đi, tôi vô dụng, Kiều Phúc không ngừng tự trách, kể lại chuyện xảy ra hôm đó cho Dương Bách Xuyên, anh ta là một trong những người biết rõ chuyện này nhất. Dựa theo lời của Kiều Phúc, người phụ nữ đến biệt thự vào đêm hôm đó chính là người phụ nữ tà ám đã chạy trốn khỏi ngôi mộ dưới nền đất. Ngày đó sau khi anh ta sắp xếp Dương San San trốn xuống hầm rượu, anh ta đi ra ngoài hỗ trợ, khi anh ta đi ra ngoài, Đường Long và Cổ Tư Lạc đã bị người phụ nữ kia giết chết, còn Ngô Mặc Thu đang chiến đấu với cô ta. Anh ta đi lên hỗ trợ mới cảm nhận được người phụ nữ tà ám kia mạnh đến cỡ nào, thậm chí còn mạnh hơn Thu Nhi rất nhiều. Kết quả trong trận chiến đó, người phụ nữ kia trực tiếp bắt Thu Nhi rồi bay đi, Kiều Phúc liền đuổi theo. Nhưng người phụ nữ kia bay rất nhanh, Kiều Phúc không thể đuổi kịp, nhưng làm một quỷ thu. Anh ta có thể cảm ứng được hơi thở của Ngô Mặc Thu, tìm đến một phòng rượu của một nhà nghỉ. Sau khi đi vào phát hiện người phụ nữ kia muốn luyện hóa Ngô Mặc Thu, chẳng qua Ngô Mặc Thu tu luyện phong đô quyết,
không giống bình thường, nên cô ta tạm thời chưa làm gì Thu Nhi. Nhưng Kiều Phúc lại bị cô ta đả thương, suýt chút nữa hồn phi phách tán, cuối cùng anh ta chỉ có thể trốn về mộ để chữa thương. Lúc đó trạng thái của anh ta gần như là dầu hết đèn tắt, muốn thông báo cho Dương Bách Xuyên cũng không có cách nào. Hôm nay vừa mới phục hồi được một chút. Theo lời kể của Kiều Phúc, người phụ nữ kia là một xác sống, có đạo hạnh cực kỳ khủng bố. Cầu xin chủ nhân hãy cứu Thu Nhi, nếu Thu Nhi xảy ra chuyện gì, tôi không biết ăn nói với Mặc Hạ như thế nào nữa. Kiều Phúc quỳ xuống đất cầu xin Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng biết Kiều Phúc vẫn luôn thích Ngô Mặc Hạ, chị gái của Ngô Mặc Thu, hơn 800 năm trước, cũng vì cứu chị em nhà họ Ngô nên Kiều Phúc mới bị liên lụy chết. Cảm tình giữa ba quỷ tu rất sâu nặng, Kiều Phúc cũng luôn đối xử với Ngô Mặc Thu như em gái của mình. Bây giờ Ngô Mặc Hạ còn chưa biết chuyện này, bởi vì Ngô Mặc Hạ được Dương Bách Xuyên phái đi bảo vệ cho U Dương Ngọc Thanh. Kiều Phúc, đứng lên đi, tôi biết cậu coi Thu Nhi như em gái. Mấy trăm năm qua các người hóa thành linh thể sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu nặng. Nhưng tôi cũng muốn nói cho cậu một điều, từ khi các cậu nhận tôi là chủ nhân, từ khoảnh khắc các cậu gia nhập Vân Môn, tôi cũng đã coi các cậu như người nhà. Tôi hứa với cậu, chỉ cần Thu Nhi không hồn phi phách tán, tôi chắc chắn sẽ tìm về Thu Nhi. Nếu không may Thu Nhi xảy ra chuyện, tôi thể sẽ nghiền yêu nữ kia thành cho bụi, làm cô ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Dương Bách Xuyên nói chém đinh chặt sắt, vì báo thù cho Đường Long và Cổ Tư Lạc, Dương Bách Xuyên cũng không bỏ qua cho người đàn bà đó. Hơn nữa, ở trong lòng anh địa vị của Thu Nhi cũng rất nặng, không nói đến nguyên nhân khác, ba quỷ tu cũng đã âm thầm làm giúp anh rất nhiều chuyện. Nói về công lao thì bọn họ nhiều nhất Vân Môn. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, Kiều Phúc liên tục nói cảm ơn. Được rồi, cậu nói tên khách sạn kia cho tôi. Tôi sẽ đi điều tra chuyện này, còn cậu cứ dưỡng thương cho khỏe đi đã, sau khi khôi phục được một phần hãy trở về tổng bộ Vân Môn. Dương Bách Xuyên nói với Kiều Phúc. Sau khi trấn an Kiều Phúc, Dương Bách Xuyên trực tiếp rời khỏi biệt thự, lúc này ánh đèn rực rỡ vừa mới lên, Dương Bách Xuyên lái xe đến thẳng Nam Thành. Dựa theo lời nói của Kiều Phúc, người đàn bà tà ám kia bắt Thu Nhi vào một khách sạn ở Nam Thành, nhưng chắc chắn sẽ không ở một nơi cố định. Mục đích Dương Bách Xuyên đến khách sạn này là để truy tìm hơi thở. Hoặc nói cách khác là thử thời vận, giữa anh và Ngô Mặc Thu có khế ước, chỉ cần có hơi thở của Ngô Mặc Thu, anh có thể cảm ứng được phương hướng. Đi đến khách sạn này là để truy tìm theo hơi thở, sau đó cảm ứng xem Ngô Mặc Thu có còn sống không. Nếu có thể cảm ứng được, chứng tỏ cô còn sống, đồng thời cũng có thể tìm được người phụ nữ kia. Theo những gì Kiều Phúc nói, hơi thở của người phụ nữ kia mạnh hơn Ngô Mặc Thu rất nhiều lần, còn biết phi hành, còn là một xác sống. Từ những tin tức đó, Dương Bách Xuyên phán đoán tu vi của người phụ nữ tà ám kia chắc chắn sánh ngang với tiên thiên tầng 6, hay trúc cơ tầng 6. Trong võ cổ giả tiên thiên cũng chỉ có tiên thiên tầng 6 mới có năng lực phi hành dựa vào chân nguyên. Kiều Phúc nói người đàn bà tà ám kia là xác sống, Dương Bách Xuyên tin điều này, bởi vì lúc trước ở trong ngôi mộ dưới biệt thự, thi thể của người đàn bà đó ở trong quan tài. Còn có phải là xác sống thật sự không còn phải tìm được mới có thể biết. Đối với mối nguy hại này, trong lòng Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí, chắc chắn phải trả thù cho cái chết của Đường Long và Cổ Tư Lạc. Anh dừng xe ở một ngõ nhỏ sau khách sạn, sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn tầng 13, phán đoán số phòng, sau đó sử dụng thuật ngự phong, trực tiếp bay lên. Dương Bách Xuyên không định đi vào theo quy củ bình thường của khách sạn, bởi vì chưa chắc anh có thể lấy được số phòng cùng tầng 13 với phòng 233. Có năng lực phi hành, cứ trực tiếp đơn giản thô bạo bay từ cửa sổ vào. Rất nhanh anh đã bay đến tầng 14, đi đến cửa sổ phòng 233, phòng khách bên trong bật đèn sáng trưng, nhưng không thấy ai. Cửa sổ bị khóa bên trong, chuyện này không làm khó được Dương Bách Xuyên, dùng chút lực trực tiếp bẻ gãy cửa sổ. Bay vào, đứng ở đại sảnh. Nhắm mắt cảm nhận, cảm ứng được hai loại hơi thở từ trong không khí. Hai loại hơi thở này rất quen thuộc, một hơi thở trong đó là của Ngô Mặc Thu, có chút lạnh lạnh quen thuộc. Điều này làm Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, còn có thể cảm ứng được hơi thở của Ngô Mặc Thu, chứng tỏ cô còn sống. Một hơi thở còn lại mang theo sát khí nhàn nhạt, rất tà ác, giống với hơi thở của người đàn bà đã chạy trốn khỏi mộ lúc trước.
cảm ứng được cả hai loại hơi thở đã giúp anh bớt rất nhiều công đoạn. Có khế ước tinh thần lực với Ngô Mặc Thu, rất nhanh Dương Bách Xuyên đã xác định được hơi thở của cô ở hướng đông nam. Mở mắt ra, Dương Bách Xuyên phóng xuất linh thức thăm dò phòng ngủ, xem còn dấu vết nào sót lại không. Thêm một manh mối sẽ thêm một phần khả năng tìm được Thu Nhi và người phụ nữ tà ám kia. Mang theo tâm tư như vậy, anh phóng xuất linh thức ra xa, trực tiếp khuếch tán mở rộng. Nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy từ linh thức lại làm anh chấn động mạnh, cả người nổi đầy da gà. Làm tình, đây là chuyện rất bình thường khi xuất hiện ở khách sạn. Nhưng cảnh sex anh nhìn thấy thực sự không giống bình thường. Trên giường lớn có hai thân thể đang lăn lộn trên đó. Làm tình thì làm tình, nếu có thể xem có lẽ anh sẽ xem thêm một chút. Nhưng nó quá cay mắt, không nghĩ đến là hai tên đàn ông râu sồm đang làm tình với nhau. Dương Bách Xuyên suýt nôn ra, thầm mắng đen đủi, trực tiếp bay ra từ cửa sổ, sợ ở thêm một lúc nữa anh sẽ mù. Tội lỗi, sau khi bay khỏi tầng 13, ngồi trên xe Dương Bách Xuyên liên tục lẩm bẩm hai chữ tội lỗi. Sau đó truy tìm theo hơi thở của Thu Nhi. Xe đi tầm nửa giờ thì chậm lại, khi đi qua một quán bar, Dương Bách Xuyên cảm giác được một loại hơi thở tràn đầy sát khí. Anh đỗ xe ở ven đường, đi vào quán bar này. Theo cảm ứng, hơi thở đầy sát khí này không phải của Thu Nhi, đây là hơi thở của người phụ nữ tà ám kia. Đúng lúc, cho dù là hơi thở của Thu Nhi hay của người phụ nữ tà ám kia, chỉ cần tìm được một trong hai thì có thể tìm được người còn lại. Quán bar này được trang trí rất xa hoa, sau khi đi vào Dương Bách Xuyên tìm một góc ngồi xuống, gọi rượu chậm rãi uống, hai mắt nhìn về phía sân khấu. Lúc này đang phát âm nhạc bốc lửa. Trên sân khấu có khoảng 7-80 người cả trai lẫn gái đang điên cuồng vặn vẹo thân thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.